đồ nạc tử cung, endometrial polyp. Thì phần thứ nhất thì em đi vào cái u sơ tử cung leiomyoma. Thì về tổng quan thì u sơ cơ tử cung nó là một u lành tính dạng đặc, hay gặp nhất ở tử cung, có nguồn gốc trong cơ tử cung. Thì ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản thì có 25%, 40% là phụ nữ trên 35 và 80% phụ nữ 50 tuổi. Hiếm gặp ở phụ nữ trước tuổi dậy thì, kích thích bởi estrogen và progesterone tăng kích thước trong thời kỳ mang thai và thoái chuyển khi mãn kinh. Và về triệu chứng lâm sàng của u sơ tử cung thì thường là không có triệu chứng. Đa phần là bệnh nhân sẽ đến khám và phát hiện tình cờ bằng siêu âm hoặc là khám phụ khoa. Các dấu hiệu và triệu chứng liên quan đến số lượng, kích thước và vị trí khối u thì thường bệnh nhân có u sơ tử cung thì thường triệu chứng thường sẽ có sốt huyết âm đạo, đau, có thể gây vô sinh, sờ thấy khối ở bụng. Phân loại u sơ là cần thiết vì triệu chứng và cách điều trị là khác nhau tùy theo từng vị trí của u sơ. Vị trí thì thường u sơ tử cung nó sẽ có là các vị trí như trong tử cung và ngoài tử cung, hay là u sơ tử cung thể lan tỏa. Trong tử cung thì mình có là trong cơ là dạng phổ biến nhất, và trong cơ thì thường nó sẽ không có triệu chứng. Loại thứ hai là dưới thanh mạc thì nó sẽ có cuống hoặc là không có cuống, có thể kéo dài ra giữa các lá của dây chằng rộng, thường thì sẽ không có triệu chứng trừ khi có biến chứng xoắn hay nhồi máu. Dưới niêm mạc thì ít gặp nhất, cũng có thể có cuống hoặc không, có thể lồi vào buồng nội mạc hoặc xa qua cổ tử cung, chiếm khoảng 2,5%, thường gây chảy máu bất thường và vô sinh, phân biệt với polyp nội mạc tử cung. Thể ngoài tử cung thì thường nó sẽ chia làm có thể là u sơ dây chằng rộng, nó là một dạng của parasitic leiomyomas, u sơ ở cổ tử cung hay u sơ ký sinh. Thì cái loại này là cực kỳ hiếm, nó là một cái khối ở vùng chậu ổ bụng với đặc điểm tương tự u sơ tử cung, nguyên nhân không rõ ràng. U sơ dưới thanh mạc có cuống kết dính với các cấu trúc xung quanh, phát triển nguồn cung cấp máu, mất nguồn cung cấp máu phụ tách ra khỏi tử cung, do đó trở thành ký sinh. Hoặc là những người bệnh nhân từng phẫu thuật cắt bỏ u sơ nội soi hoặc phẫu thuật tử cung có dụng cụ tử cung, có dụng cụ cắt mô thành mảnh nhỏ. Ở đây thì mình sẽ thấy là hình MRI của một u sơ cơ tử cung. Thứ nhất là hình trên hình trên T2. Thì u sơ tử cung ở đây nó là một ngay thành sau tử cung thì nó có một cái khối phản âm dày, khối tăng tín hiệu không đồng nhất ở hình giữa. Bài hả bạn? Dạ. Em học bài hả? Dạ có cô, nhưng mà em đang coi cái phần note ở dưới để đọc sơ lại cô. Bởi vậy tôi mới nói là không học bài đó. Chứ học bài rồi thì cần gì phải coi phần note.
Rồi, một người Phạm Thị Phương Ngọc có mặt không? Có em ạ. Cái mic của em nó bị rè quá, có chỉnh được không? Dạ, cô nghe không được cô. Nghe được nhưng mà có tiếng vọng. Dạ, tại em đang đeo tai nghe mà không biết cái tai nghe nó bị sao. À, sao mai? Dạ, thưa cô em có. Rồi, em xem màn hình nói tiếp bà cho bạn Mạnh đi. Dạ, thưa cô em xin lỗi cô, em vừa vô em không biết là em chưa vô được cái em chưa mở laptop á cô, cho em 5 phút được không cô? À, Kiều Trâm có mặt không? Kiều Trâm. Dạ cô ơi, bạn Trâm đang mở mic đó cô. Mở mic mà sao nói tôi không nghe, các bạn khác có nghe bạn Trâm trả lời không? Là Trâm đang xem màn hình, vẫn còn của Mạnh mà. Giữ điểm luôn. Thanh Vân. Dạ, dạ, dạ em cô. Em có xem màn hình nói tiếp được không? Dạ được. Rồi. Đúng không ta? Ủa chưa ta? Alo cô, dạ em là Kiều. Để bạn Thanh Vân nói. Rồi Trâm tắt tiếp đi ha. À. Dạ thưa cô, cái hình này là một cái hồ sơ ở cổ tử cung nhỏ, ở nhà bằng tử cung nhỏ ở đây. Thì ở đây là cái hình T2, là ở cổ tử cung có một cái khối nó tăng tín hiệu không đồng nhất. Bờ rõ, nhìn thì có thể thấy là nhìn kỹ thì thấy có cái viền giảm âm. Còn cái hình làm MRI mà có giảm âm gì? À đúng rồi, dạ giảm tín hiệu. Dạ hình này là hình trên diffusion, còn hình này là hình T1. Có gado với lại facade thì là khối này là có tín hiệu có trung gian với lại đồng nhất. Theo là sẽ là phần lan tỏa, u sơ tử cung dạng lan tỏa thì cái thể này là thể hiếm gặp của u sơ tử cung, tồn tại nhiều nhân sơ tử cung ở bên trong, nằm hòa lẫn với nhau, chiếm gần hết cơ tử cung và hầu như là không tìm được hình ảnh cơ tử cung có tín hiệu bình thường. Thì về mô học thì là đây là khối u lành tính nhưng mà có thể lan qua phúc mạc. Thì cái hình này là cái hình ở bệnh nhân nữ 49 tuổi nhập viện vì xuất huyết âm đạo bất thường. Thì hình này là hình T2 sagittal, hình này là hình T2 coronal thì là thấy là tử cung lớn, mô sơ thay thế hoàn toàn với lại cơ tử cung. Đây là phân loại theo FIGO của nhân sơ tử cung. Loại thông là u sơ dưới niêm mạc, loại một đó là u sơ có 50%. Dưới 50% ở trong cơ và ở dưới niêm mạc. Loại số 2 là u sơ trên 50% nằm ở trong cơ và có ở dưới niêm mạc. Còn số 3 là
u xơ nằm trong cơ tử cung và có tiếp xúc với lại cái niêm mạc. Số 4 là u xơ là nằm hoàn toàn ở trong cơ tử cung. Cái số 5 là u xơ dưới thanh mạc và có thành phần là nằm 50% nằm ở trong cơ tử cung. Số 6 này là u xơ ở dưới thanh mạc và bé hơn 50% ở trong cơ tử cung. Số 7 này là những cái u xơ dưới thanh mạc và có cuốn. Cái số 8 này là những cái loại u xơ khác như là u xơ ở cổ tử cung hoặc là u xơ ký sinh. Ngoài ra là còn một cái là hybrid leiomyoma, thì là cái này là ảnh hưởng là cả thanh mạc cơ và ở nội mạc, tức là xếp loại Gigo từ 2-5. Đây là hình ảnh siêu âm. Phần của Gigo là hình A này là lớp u xơ loại 0, là u xơ nằm ở dưới niêm mạc. Hình B này là u xơ số 6 loại Gigo 6, tức là u xơ nằm ở trong cơ và dưới 50% là nằm ở lớp cơ, u xơ nằm dưới thanh mạc và dưới 50% là ở lớp cơ. Còn loại C này là u xơ xếp loại từ 2-4 của Figo, tức là nằm ở trong cơ và có một phần ở dưới niêm mạc. Còn cái D này là u xơ nằm ở dưới thanh mạc, tức là loại Figo ở số 7. Cái slide này nói luôn ha, cái hình này chắc chắn không phải là nằm trong tài liệu siêu âm sản phụ khoa của Bệnh viện Hùng Vương. Đây là hình trong sách của một ông thầy Mỹ, ông tên gì tôi quên rồi. Ông có qua một lần ở hội nghị siêu âm toàn quốc bên mình, hình như Visum 2019 hay 2018 ấy. Vào quyển sách này là xuất bản năm 2014, được dịch ra rất là nhiều thứ tiếng. Cái này không phải của Bệnh viện siêu âm của Bệnh viện Hùng Vương. Do cái chuyện mà cứ lấy hình và không có trích dẫn riết rồi đồ của người ta cũng thành đồ của mình luôn. Có một cái hình nữa các bạn trích dẫn là từ bài của tôi, cũng không đúng luôn. Bài đó tôi lấy từ bài của một ông thầy Hàn Quốc qua dạy siêu âm ở bệnh viện 175. Rồi, đối với cái hình mà đầu tiên bạn đọc là nhân sơ Figo mấy? Dạ, cái hình đầu tiên mà nãy em đọc là nhân sơ Figo mấy? Dạ, Figo 0. Kế tiếp hình B là Figo mấy? Dạ, Figo 6. Rồi, hình C Figo mấy? Dạ, Figo 2-4. Đâu đó phân loại này vậy? Dạ, tại vì em thấy là 2-3, em thấy là u xơ nó có tiếp xúc với lại cái nội mạc mà nó cũng có nằm trong cơ tử cung. Hồi nãy em đọc nhân xơ nào 100% nằm trong cơ và có tiếp xúc với nội mạc vậy? Em đọc nghĩa đó. Loại nào mà 100% nằm trong cơ và có tiếp xúc với nội mạc? Dạ không có, em chỉ có số loại số 4 là 100% nằm trong cơ. Còn cái loại số 3 là u xơ nằm ở trong cơ tử cung và có tiếp xúc với lại nội mạc tử cung. Sao Mai? Loại nào 100% nằm trong cơ và có tiếp xúc với nội mạc? Dạ, cái cô nhóm 4 ạ, cô 4. Sao Mai tắt mic đi. Em quay lại cái hình Figo của em đi. Rồi phóng to lên giùm. Em đọc phân loại Figo 3 tôi nghe lại coi. Dạ, có tiếp xúc với tội phạm 100% nằm trong cơ tử cung. Và gì? Dạ, Figo 3 làm sao? Dạ, có nhận mạc với lại 100% nằm trong cơ. Trở lại cô hồi nãy đi, qua cái hình kế tiếp đi.
Là cái bốn cái hình mà nãy giờ đang hỏi. Vậy bây giờ hình C là figure mấy? Dạ là figure 3. Rồi, hình D là figure mấy? À, dạ hình D này là em nghĩ em là figure 7, là dưới thân này. Dạ có cuốn. Mà hiện tại là trên hình siêu âm này thì em cũng có, em nghĩ là cái chỗ này là cái cuốn mạch máu. Cuốn mạch máu nó là cái gì? Nó là mạch máu đúng không? Dạ. Là có phải là mình sẽ biểu hiện bằng những cái đường ống không? Có phải dạ. Là những đường ống màu đen đen ngoằn ngoèo không? Dạ phải. Mình chỉ là trên hình này người ta không có biểu hiện rõ. Người ta không hiển thị rõ được cái cuốn mạch máu. Cho dù là đáp án nó là figure 7 đi nữa tôi không cần biết, nhưng mà tôi nhìn hình này tôi không có thấy cái cuốn mạch máu. Cho nên là mình muốn nói figure 7 đối với cái hình này là không có hợp lý. Yeah. Bây giờ tôi không thấy cuốn mạch máu, vậy thì tôi xếp figure mấy? Dạ, tôi coi là figure 6. Figure 6 là hồi nãy em mới đọc hình B đó. Giờ em thấy hình D và hình B có giống nhau không? Để em đọc figure 6. Dạ không. Vậy giờ figure mấy? Ờ... Đó là dạ. Vì sao các nhóm order. Các nhóm phía sau phải coi lại cái cách của mình chuẩn bị khi mà mình trình. À, các bạn cũng có tự hỏi là vì sao mà tôi cho điểm nhóm mấy không biết, mà cái chuyên đề lành tính của tử cung này có 6 điểm không? Tất cả các bạn trong nhóm có hiểu được không? Vì sao điểm mình thấp như vậy? Tại vì qua cái bài trình của mình, qua cái bài mình nộp là nhìn vô là biết là mình có chuẩn bị bài hay không thôi. Rõ ràng là bây giờ tài liệu thì nó có rất nhiều, các bạn cắt dán các bạn không cần lưu tâm là các bạn đang cắt dán cái gì thì làm sao mà cho điểm cao được. Cho nên 6 điểm đó là công cắt dán đó, cộng với công mà bỏ vào Google dịch rồi copy trở ra cái câu nó còn đúng cũng y chang như Google dịch, các bạn cũng không buồn chỉnh sửa lại cái câu luôn. Nó rõ ràng nó nằm ngoài tử cung ha, mà mình không thấy cái cuốn mạch máu của nó, với lại tử cung thì nó phải là figure 8 chứ làm sao mà figure 6 được. Tiếp tục đi. Dạ thưa cô, là hình này là hình hình phân loại figure ở trên MRI thì hình A này là figure 2, hình B này là có một cái khối u lớn này là em nghĩ là tiếp 2 tới tiếp 5. Tại sao gọi là tiếp 2 tới tiếp 5 vậy? Dạ là tại vì tiếp 2 là nó có trên 50% nó nằm ở trong cơ và nó có tiếp xúc với lại cái nội mạc. Còn tiếp 5 là nó có dưới thanh mạc và ở trên 50% ở trong cơ. Trong nhóm mình là phân được trong bảng phân công công việc đó là Vân là được phân công để trình đó. Dạ. Mà trình mà mình cũng không hiểu mình đang đọc gì luôn á. Sao Mai đã vô được chưa? À, cái mic của bạn Mai hình như nãy ồn lắm thì phải. Quang Minh. Dạ, có em mà. Figure 2 đến 5 là gì? À, theo em nghĩ thì do là trên một mặt cắt này thì tôi đang hỏi về định nghĩa đó. Bạn mình đã trình bày rồi mà. Bạn mình đã trình bày cái bảng phân loại figure rồi.
và bài thì mấy đứa cũng đọc chắc cũng 2 tuần rồi. Video 2 đến 5. Ý cô là sao nhóm tụi em đánh là Figo từ 2 đến 5 cho cái hình này? Đúng rồi. Dạ, ý là nó to, con tất to, cho nên là nó Figo từ 2 tới 5. À, là vừa có tiếp xúc thạch mạng, vừa có tiếp xúc với nội mạng. Mình tắt mic đi. Người ta định nghĩa là cái nhân sơ mà vừa tiếp xúc nội mạc, vừa tiếp xúc thanh mạc thì người ta xếp loại 2 đến 5, đó là định nghĩa. Thì bây giờ áp vô cái trường hợp của mình thì cái cục này mình thấy nó có bờ tiếp xúc với nội mạc, có bờ tiếp xúc với thanh mạc thì mình đánh là 2 đến 5. Chỉ vậy thôi. Rồi tiếp tục đi. Dạ, còn những cái khối này là Figo 5. Hình C này là cái này là Figo 2. Cái này là Figo 4. Còn cái này là Figo 5. Còn hình D này tức là có nhiều khối u sơ thì có những loại này thì nó là Figo 0. À, nếu bạn nào trình bày là bạn đó phải mở camera lên nha. Vâng, mở camera lên đi. Mở camera là out khỏi bản trình bày hả? Rồi em nói tiếp đi. Dạ thưa cô, thì là cái này á là hình T2 coronal thì là ở đây là có nhiều khối u sơ giảm tín hiệu. Cái này tức là u sơ ở trong dây chằng rộng. Còn đây là hình tức là cùng một bệnh nhân thì cái này là hình T2 axial cũng u sơ ở trong dây chằng rộng. Hình ảnh của u sơ điển hình là các bó cơ trơ liên kết chặt chẽ xoắn lại với nhau với số lượng collagen xen kẽ với tỷ lệ khác nhau. Thì u sơ thì nó sẽ có cái vỏ bao giả do có đè ép cơ tử cung xung quanh. Thì cái vỏ bao giả đó thì thành phần nó là một lớp vô liên kết riêng biệt gồm sợi collagen với mạch máu, phân chia rõ ràng khối u sơ với lại với cơ tử cung xung quanh. Cho phép những cái khối u sơ đó được bóc tương đối dễ dàng khi mà phẫu thuật. Sự vắng mặt của vỏ bao giả này cho thấy là có thể là có khả năng thâm nhiễm, mà khả năng thâm nhiễm này là đặc điểm của leiomyosarcoma. Đây là hình ảnh khối u sơ với vỏ bao giả. Tiếp theo là phần siêu âm của u sơ. Phun siêu âm là phương tiện đầu tiên để chẩn đoán và đánh giá, cần thực hiện qua siêu âm nhỏ bụng và cả qua âm đạo. Siêu âm nhỏ bụng thì cần thiết trong trường hợp u sơ lớn hoặc là nhiều u sơ. Siêu âm nhỏ âm đạo thì cho độ phân giải hình ảnh tốt hơn. Siêu âm bơm nước trong lồng tử cung tốt để đánh giá u sơ dưới niêm mạc. Siêu âm thì là trên hình ảnh là sẽ thấy là khối giảm âm hoặc là khối đồng âm hoặc là tăng âm, thì cái này là do tùy theo tỷ lệ của mô cơ với mô sợi, thì mô cơ càng nhiều thì là phản âm nó càng kém. Ngoài ra là có bóng lân dạng rèm cửa là vùng chuyển tiếp giữa các mô có đặc tính âm thanh khác nhau như là mô sợi, cơ trơn và có sự vô hóa viền. Do đó là nó có bóng lơn dạng đệm cửa. Ngoài ra là còn do là sự khúc xạ các cạnh của các vòng xoắn và các bó cơ trơn.
Có hiệu ứng khối là đẩy lồi bờ tim mạc và bờ ngoài tử cung. Có vỏ bao giả là có cái viền tăng âm do viền tăng âm là do cái mô sơ. Còn nếu như mà trường hợp mà có giảm âm á, thì là do giãn cái mạch bạch huyết và tĩnh mạch. Doppler thì là thấy có mạch vòng mạch máu ngoại vi ít hoặc là không có mạch máu trung tâm. Có những cái cầu nối mạch máu đi từ khối u sơ vào tử cung. Rồi mạch máu đi trong cuống của u sơ, nếu như mà trường hợp mà u sơ dưới niêm mạc hoặc là trường hợp mà u sơ có cuống. Thì đây là hình ảnh u sơ có hồi âm đa dạng. Đây là đồng hồi âm kém và có hình ảnh tăng âm. Đây là hình ảnh những cái bóng lưng dạng viền, bóng dân là dạng đèn cửa. Còn đây là hình ảnh u sơ có cái vỏ bao giả. Cái này là có viền tăng âm thì là do các mô sợi. Còn ở đây là có vỏ bao giả giãn âm thì là do có phù nề mạch máu với lại mạch bạch huyết. Còn đây là khối u sơ có kích thước lớn thì ta sẽ thấy là nó có cái viền, nó có cái vỏ bao giả này nó giảm âm là do có phù nề hạch bạch huyết. Cái này là hình ảnh của cái bóng lưng dạng đèn cửa, là do cái thành phần mô sơ với lại mô sợi ở trong khối u sơ. Đây là hình ảnh mạch máu dạng bắc cầu ở khối u sơ dưới thanh mạc có cuống. Hình này là hình siêu âm bơm nước trong lòng tử cung. Thì u sơ dưới niêm nó gây đè ép biến dạng lòng tử cung. Thì cái này cần chẩn đoán phân biệt với lại polyp nội mạc tử cung, polyp lòng tử cung. Cái này thì phần sau thì nhóm em có nhắc tới. Còn cái này là hình ảnh Doppler tăng sinh mạch máu ngoại vi khối. Đây là về CT thì là gần như là không có bất kỳ vai trò nào trong việc đánh giá u sơ tử cung. Thì u sơ tử cung thường được nhìn thấy một cách tình cờ khi chụp CT. Thì đây là cái guideline của ESO, thì là có 20 người trả lời, tức là cái guideline này là có sự tham gia của 25 chuyên gia, thì có 20 người trả lời là không có vai trò của CT trong việc đánh giá u sơ. Còn 5 người thì tin rằng là CT có vai trò trong một số chỉ định như là trong trường hợp là có đau bụng gấp, hay là để đánh giá những cái vô hóa, hoặc là CTA trong việc theo dõi điều trị tắc động mạch tử cung. Thì CT là CT hình ảnh là CT không thuốc cảm quan, thì là khối u sơ này có đậm độ mô mềm, đồng đậm độ với lại cơ tử cung. Tử cung to ra biến dạng đường viền. Còn CT bắt thuốc cảm quan thì bắt thuốc thường thay đổi là do bắt thuốc thường thay đổi và thường bắt thuốc ít hơn cơ tử cung. Ngoài ra ở đây thì là có những cái nốt vôi nằm ở vị trí ở trong cái nhân sơ, thì cái này thì tới sẽ tới phần vôi hóa calcification thì tụi em cũng sẽ có nhắc tới. MRI là phương tiện hình ảnh chính xác nhất để đánh giá và chẩn đoán khối u sơ tử cung. Ưu điểm thì là độ tương phản mô mềm tốt, trường nhìn lớn hơn, với lại hình ảnh có trên nhiều mặt phẳng. Theo cái guideline của ESO này thì chỉ định chụp MRI là để đánh giá u vùng chậu và cái
triệu chứng lâm sàng khác thường chẩn để chẩn đoán phân biệt với lại leiomyoma với lại leiomyosarcoma, tìm nguyên nhân gây vô sinh, lên kế hoạch điều trị cho các bệnh nhân có triệu chứng và theo dõi sau điều trị. Dấu hiệu thì T1 trên T1 là đồng tín hiệu với cơ tử cung, biến dạng bề ngoài tử cung. T2 thì là hữu ích nhất để phát hiện khối u sơ, thì tín hiệu tương đối đồng nhất, giới hạn rõ và có tín hiệu thấp hơn cơ tử cung, có vỏ bao giả. Thì nếu như mà vắng mặt cái vỏ bao giả này thì cho thấy là có khả năng thâm nhiễm. Cái vỏ bao giả này sẽ có tín hiệu, sẽ có tăng tín hiệu là do phù nề với lại giãn mạch bạch huyết với lại tĩnh mạch. Trên T1 mà có gado thì là khối có giới hạn rõ, có xu hướng mắc thuốc không đồng nhất với lại ít hơn so với cơ tử cung, có tăng mắc thuốc viền do có sự giãn mạch và diễn mạch bạch huyết và tĩnh mạch. Tiếp theo là phần thoái hóa. Thì thoái hóa của u sơ là có thoái hóa hyaline, thoái hóa nang, thoái hóa nhầy, thoái hóa đỏ và vô hóa và thoái hóa mỡ. Thoái hóa thì là cái dạng thoái hóa thường không mang nhiều ý nghĩa lâm sàng. Tầm quan trọng của chúng là thường nằm ở việc nhận ra các đặc điểm hình ảnh và không nhầm lẫn với lại các loại ác tính hơn. Thì có 2/3 leiomyoma là được phát hiện ở dưới dạng thoái hóa, thứ phát sau sự gián đoạn của cái thoái hóa này là thứ phát sau có sự gián đoạn của việc cung cấp máu. Nguyên nhân là có thể là do cái khối u này phát triển nhanh so với lại nguồn cung cấp máu, do chấn thương hoặc là do teo nhỏ sau mãn kinh hoặc là do sau khi là thuyên tắc động mạch tử cung. Loại thoái hóa thay đổi theo từng mức độ và tốc độ và sự thiếu máu. Đây là thoái hóa hyaline thì loại này là phổ biến nhất, khoảng 60%, phần lớn là khối u có kích thước là 3-5 cm có thoái hóa hyaline. Các tế bào cơ trơn và mạch máu được thay thế bằng sự hiện diện của các dải hoặc là mảng bạch cầu ái toàn đồng nhất trong khoảng gian bào. Khoảng gian ngoại bào thể hiện sự tích tụ của một protein. Thoái hóa hyaline thì là siêu âm sẽ ít hoặc là không có thay đổi. Còn MRI là không đồng nhất trên T2, chủ yếu là có tín hiệu thấp. Ở trên T2 thì còn có dạng đốm hoặc dạng đá cuội, đặc trưng của những cái ổ tín hiệu cao hơn, trong nền có cường độ tín hiệu thấp, bắt cụ thuốc kém hơn so với lại cơ tử cung. Này là hình ảnh khối thoái hóa ở u sơ tử cung thoái hóa ở thoái hóa hyaline có tín hiệu không đồng nhất, thì chủ yếu là có tín hiệu thấp và ngoài ra là có những cái chỗ có tín hiệu cao. Còn đây là cái viền, cái vỏ bao giả tăng tín hiệu ở trên T2. Đây là hình ảnh là hình này là hình trên T2 có một cái khối tín hiệu thấp ở trên T2, qua trên T1 thì là cái khối này có tín hiệu đồng với lại tín hiệu của cơ tử cung, còn trên T1 phát sát thì là thấy T1 gado phát sát thì là thấy cái khối u này bắt thuốc hơn cơ tử cung. Phần thoái hóa nang thì tần suất gặp là ở 4%, là thoái hóa nang này là do tình trạng phù nề tiến triển. Có một nguyên nhân khác là có thể là do hóa lỏng ở các khu vực bị hyaline hóa do giảm nguồn cung cấp máu, đặc trưng là những nang ở trung tâm và có các cạnh rìa gốc, thường tiến triển theo thời gian như một quá trình thiếu máu cục bộ gần trung tâm của cái khối u sơ, nơi có mật độ mạch giảm, những vùng có những vùng chứa dịch giới hạn rõ với vùng mô lành, kích thước
thay đổi tương ứng với lại những vùng thoái hóa nang hoại tử này, mô lành của khối u, duy trì đặc điểm đặc trưng của u sơ điển hình, thể hiện giới hạn rõ, đẩy vào vùng chứa dịch tạo duyên góc cạnh, thường chỉ xảy ra một phần nhỏ của u nhưng mà đôi khi có thể những vùng thoái hóa lên lớn hơn. Khi lớn thì có thể giống như là u nang hoặc là u vùng chậu hoặc là u phần phụ. Trên siêu âm thì là các nang trống hoặc là nang trống có tăng âm phía sau. Trên CT thì những vùng nang này thì có đậm độ thấp, không bắt thuốc. Trên MRI là những vùng nang này là có tín hiệu thấp trên T1 và cao trên T2. Những vùng mô lành đó thì là có tín hiệu thấp. Duy trì bỏ bao giả đặc trưng của ngoại vi khối u. Đây là hình ảnh hình T2, cái khối u sơ có tín hiệu cao của vùng thoái hóa nang. Ngoài ra là ở bên này cũng là những cái vùng thoái hóa nang có tín hiệu cao ở trên T2. Còn đây là hình ảnh trên xe thì là thấy là siêu âm bụng thì là thấy là có nang echo trống, có những cái nang echo trống. Ở trên hình MRI ở T2 á, thì là thấy cái phần nang có tín hiệu cao, có cái vỏ bao giả tín hiệu cao ở trên T2 luôn. Tiếp theo là thoái hóa nhài hiếm khi xảy ra ở trên diện rộng, là có thể có nhiều thành phần, có thể có nhiều thành phần nang ở trong đó, là có những vùng có chất liệu nhầy sền sệt nằm giữa các tế bào cơ trơn, mềm hơn, có thể dễ biến dạng hơn sau một khối u điển hình. Myosarcoma và các khối u ác tính khác. Trên MRI thì thoái hóa nhầy là những vùng có tín hiệu cao trên T2. Mặc dù là thường cái tín hiệu cao của cái vùng thoái hóa nhầy này nó không có cao như là vùng dịch của thoái hóa nang, còn trên T1 có là có tín hiệu thấp. Trái ngược với lại thoái hóa nang thì cái vùng tín hiệu cao thì sẽ thấy bắt thuốc sau khi dùng cano. Này là cái nó có thể là bắt thuốc chậm hoặc là chỉ ở mức độ nhẹ. Đây là hình ảnh trên T2. Đây là những cái vùng có thoái hóa nhầy, có những có tín hiệu cao ở trên T2 và nó không đồng nhất, có những cái dải sơ tín hiệu thấp bên trong khối u, còn bên này là cũng có một cái u sơ khác. Đây là hình ảnh trên T1 thì là thấy cái vùng thoái hóa nhầy này trên T1 phát sáng thì là có gado, thì là thấy cái vùng thoái hóa nhầy này nó có bắt thuốc, còn cái vùng bên cái khối u sơ bên này thì là nó bắt thuốc mạnh hơn cái vùng khối u sơ bên này. Còn đây là hình ảnh siêu âm bụng thì thấy là có cái khối có vài nang trống ở bên trong. Còn đây là hình thoái hóa nang, đây là hình trên T2 thì là thấy là có một cái khối u sơ ở bên trong cơ có tín hiệu cao, có phần vùng có tín hiệu cao, còn có vùng mà có tín hiệu nó trung bình hơn. Thì cái này là được người ta làm giải phẫu bệnh ra, thì này là cái thoái hóa nhầy. Tiếp theo là thoái hóa đỏ hoặc là còn gọi là xuất huyết, thì thường xảy ra ở thời kỳ mang thai hoặc sử dụng thuốc tránh thai, là một dạng của nhồi máu xuất huyết của khối u sơ, thứ phát sau tắc nghẽn do huyết khối tĩnh mạch ở ngoại vi khối u, thường có triệu chứng tàn thâu như là đau xuất nhẹ
và tăng bạch cầu. Cơ âm thì là phản âm hỗn hợp, có thể là không thấy tín hiệu mạch máu trên Doppler. MRI thì là cường độ tín hiệu từ trung bình tới cao, lan tỏa hoặc là ngoại vi lên T1 và T2. Cường độ tín hiệu cao ở bên trong T1 là phản ánh là có sự hiện diện của xuất huyết bán cấp. Đôi khi là có một vòng vành ngoại vi của các tĩnh mạch ngoại vi bị huyết khối cấp tính bao quanh cái khối u nhồi máu. Vành thì thường có cái tín hiệu cao ở trên T1 và rất thấp trên T2 là do hiệu ứng làm giảm xung của T1 và T2 sau của methemoglobin. Thì hình ảnh sau khi sử dụng gado thì là không có sự bắt thuốc. Đây là hình ảnh siêu âm của một bệnh nhân này. Cái này bệnh nhân là có thai thì lại thấy có một cái khối echo kém và có vùng thoái hóa echo trống ở đây. Đây là hình ảnh của một bệnh nhân đau bụng nhập viện, đau bụng vì xuất huyết âm đạo. Thì đây là hình ảnh trên T2 thì là có khối có tín hiệu không đồng, T2 khối có tín hiệu không đồng nhất. Ở trên T1 thì là thấy trên T1 thì là thấy có viền, cái viền tín hiệu cao ngay chỗ mũi tên này, nó vẫn là có tín hiệu cao. Thì cái này là nghĩ là đây là thoái hóa là có xuất huyết. Đây là bệnh nhân 32 tuổi, nhập viện thì là có triệu chứng đau vùng chậu cấp. Đây hình ảnh trên T1 thì cái mũi tên ở đây là thấy có tín hiệu cao. Còn cái này là hình ảnh trên T2 phát sát thì là cái này là có tín hiệu thấp. Trên T2 phát sát thì đây là nghĩ là có xuất huyết bán cấp sớm. Đây là hình ảnh so sánh giữa các loại thoái hóa. Thì đây là hình ảnh trên T1 phát sát thì trước khi tiêm gado thì là USO là có tín hiệu cao. Sau khi tiêm gado thì cái vùng tín hiệu cao đó nó không có bắt thuốc. Cái này là thoái hóa nang, thì này là ở trên T2 thì mình thấy là có một cái nang tín hiệu cao, có một cái vùng có tín hiệu cao trên T2. Này là sau khi là T1 phát sát, sau khi tiêm gado thì là thấy cái vùng đó thì nó cũng không bắt thuốc. Còn đây là hình ảnh thoái hóa nhầy thì là này là một khối khối tín hiệu không đồng nhất, có vùng tín hiệu cao ở trên T2 và sau khi tiêm phát sát, sau khi tiêm thì là có bắt thuốc. Theo là phần vô hóa thì tần suất là gặp khoảng 25%. Cái vô hóa này là xảy ra sau khi có hoại tử. Hầu hết vô hóa của leiomyoma thì dày đặc và nó khó xác định, vô định hình. Đôi khi là xảy ra vô hóa ở vành ngoại vi, có thể là do cái huyết khối tĩnh mạch, do thoái hóa xuất huyết trước đó, mà cũng có thể là xảy ra sau khi điều trị leiomyoma với lại với phương pháp là cắt động mạch tử cung. Hóa thì trên siêu âm thì là có phản âm dày, có bóng lưng như là nãy, có bóng lưng dạng rèm cửa. Rồi trên CT thì là có đậm độ cao của vôi. Trên MRI thì là có những cái khoảng trống tín hiệu. Nếu như mà trường hợp lượng vô hóa lượng nhỏ thì là khó xác định. Đây là hình ảnh trên siêu âm. Này là có vô hóa, có viền vô hóa và có cái bóng lưng ở đằng sau. Là siêu âm có viền vô hóa. Đây là hình ở trên MRI thì là cái này là có viền vô hóa, còn cái này là có vô hóa lâm tấm ở trong cái khối u sơ. Tiếp theo là phần thoái hóa mỏ. Thì thoái hóa mỏ này thường hiếm gặp, thường xảy ra là sau khi mãn kinh và hầu hết là xảy ra ở trong
khối u xơ ở trong cơ có chứa hỗn hợp chất béo trưởng thành và cái chất béo lớn thì người ta đi cho leiomyoma. Tăng âm là có khối tăng âm giảm âm sâu là phản âm của mỏ, còn CT thì là có sự suy giảm đậm độ đặc trưng của mỏ ở trên CT. MRI thì là có tăng tín hiệu T1 mỏ và mất ở trên tín hiệu trên cái chuỗi xương xóa mỏ. Đây là hình ảnh siêu âm. Đó, siêu âm thì là thấy khối tăng âm có giảm âm sau. Còn đây là hình CT thì là sau khi cái này là hình CT mà đã được tiêm cản quang thì là sau khi roi vào thì là thấy cái này là đậm độ của mỏ. Đây là hình ảnh ở bên phải này là hình khối đây là hình khối ở trên T1 á, thì là có khối này có phần cái tín hiệu cao, còn ở đây là ở trên T2 khá sát thì là đây là nó có sự mất tín hiệu giảm còn tín hiệu thấp. Đây là hình khối này là khối nó có hồi âm. Cái tốt nhỉ. Rồi đây là hình B, này là hình trên CT á, thì là có những cái vùng giảm đậm độ. Giảm đậm độ, cái này thì phải lo vào thì mới biết nó là mỡ. Còn cái hình này là hình trên T1 axial, thì axial thì cái khối này là có khối lớn như vậy, có những cái vùng tín hiệu không đồng nhất, có những vùng tín hiệu cao. Đây là hình trên T2 phát sát thì là cho thấy là cái khối này là nó bị mất tín hiệu, nó giảm tín hiệu, cho thấy nó là có sự hiện diện của mỏ. Thì cái này là người ta làm môn học thì là ra là lipoleomyoma. Chẩn đoán phân biệt là adenomyoma thì cái này là ở phần adenomyoma thì em có nhắc tới cái khối u ác tính ở cơ tử cung của thể là leiomyosarcoma, cái khối u xơ buồn trứng và hình ảnh của co thắt tử cung thì cái co thắt tử cung này chỉ là thoáng qua. Đây là phân biệt với lại leiomyoma thì cái tuy nhiên cái tức là cái bản này là có nhưng mà việc phân biệt nó cũng là khó khăn trong chuyện xem hình ảnh, do đó là có thể là sẽ phải phẫu thuật ra làm giải phẫu bệnh thì mới biết được. Ngoài ra thì là ở trên IDC trên bản đồ IDC thì là cái giá trị này nó sẽ thấp hơn, tức là thấp hơn có thể là dưới 1,1 cho dưới 1,1 thì cho thấy đó là cái leiomyosarcoma. Cái này tuổi của leiomyoma thì là thường ở tuổi tiền mãn kinh, còn ở leiomyosarcoma thì là ở tiền mãn kinh hoặc là sau khi mãn kinh. Ở cái viền thì là đường bờ này thường là bờ rõ, còn cái bờ này là thường có thể là có nốt sùi. Còn trên diffusion thì là cái giá trị này nó có thể thay đổi. Còn đây là có sự hạn chế phát tán ở trên tức là tăng ở trên diffusion và giảm ở trên IDC. Còn cái này là cái xâm lớn thì ở bên u xơ thì nó sẽ không có xâm lớn, còn cái này còn bên leiomyosarcoma thì nó sẽ xâm lớn cái mô lân cận. Số lượng của u xơ thì là số lượng thường là có nhiều khối u xơ trong một tử cung có tổn thương, còn ở đây thì là chỉ có thể
là có một khối đơn độc. Còn kích thước của u sơ thì là nó thường thay đổi. Kích thước của leiomyosarcoma thì thường lớn ở trên 10 cm. Ở trên T2 thì là thường là giảm tín hiệu. Trường hợp mà có myosarcoma thì là tín hiệu nó không đồng nhất, hoặc là có những vùng, có những nơi tăng sinh mạch máu. Cái phần leiomyosarcoma sẽ nói nhiều trong cái bài mà các tổn thương ác tính ha, em qua đi. Dạ. Cái này là hình ảnh của phân biệt thoái hóa nhài với lại cái leiomyosarcoma sẽ nói lại sao ở những cái tổn thương ác tính. Theo là phân biệt với lại khối u sơ, u sơ buồng trứng thì ở trên T2 sẽ phát hiện những cái khối giảm tín hiệu có nguồn gốc. Các bạn quên dùm ha, mình dịch từ cái chữ phyroma của buồng trứng đó là u sợi, chứ mình không dịch ra từ u sơ buồng trứng ha. Dạ. Dạ, u sợi buồng trứng thì sẽ có những cái khối giảm tín hiệu có nguồn gốc không xác định ở trên T2, và cái khối u sợi buồng trứng này nó thường bắt thuốc chậm hơn với lại ít hơn so với khối cơ tử cung, trong khi là khối u sợi tử cung dưới hai này thì là Thanh Vân ngưng ở đây được rồi ha. Cái nhóm nào trình bày lạc nội mạc tử cung nhỉ? Nhóm nào trình cái đó các bạn share màn hình lên, nói cái phần adenomyosis đi. Tại phần adenomyosis mà nhóm này trình đó là không được, mất công trình lên là nghe bực mình nữa. Nhóm cao học đúng không? Tôi chưa có nghe tiếng, các bạn có nghe tiếng gì từ nhóm này chưa? Các bạn khác có nghe Huy đang nói gì không? Dạ thưa cô, là bạn Huy đang bật mic ạ. Dạ chưa nghe cô. Mình làm chuyên đề mà mình cũng viết sai chính tả nữa ha. Adenomyosis cơ. Bây giờ Huy không cần nói, Huy chỉ có nhiệm vụ lật slide thôi. Cái nhiệm vụ lật slide thôi. Trần Đình Hiển có đang có trong lớp không? Không ha. Trần Hữu Cường. Không luôn ha.
Nguyễn Thị Thùy Tiên. Dạ. Rồi Tiên trình đi. Huy lật cho Huy cho Tiên đọc thôi. Dạ Tiên em muốn nói cái gì trong bài này em bảo Huy lật hình cho em nói. Bắt đầu đi. Dạ thưa chị và các bạn, em xin thay mặt nhóm bài trình bày về mặt tổng quan định nghĩa adenomyosis là một bệnh chỉ sự xâm nhập lành tính của mô tuyến nội mạc tử cung và lớp đệm ở lớp cơ tử cung gây tăng sản và phì đại cơ tử cung xung quanh ở tần suất thì là 5-70%. Các yếu tố nguy cơ thường gặp là tuổi 40-50%. Ở đây là các nghiên cứu của ngày trước thì là sử dụng là giải phẫu bệnh các tử thiết để tính ra cái yếu tố nguy cơ tuổi này, nhưng mà hiện tại thì dựa vào MRI nên là cái tuổi thường gặp sẽ là trẻ hơn, có tình trạng tăng tiếp xúc với estrogen là dậy thì sớm, chu kỳ kinh nhánh, BMI cao, tình trạng đa sản, viêm nội mạc tử cung và từng làm thủ thuật phẫu thuật trong tử cung. Về mặt sinh bệnh học thì có hai thể là thể lan tỏa và thể khu trú. Bệnh sinh của adenomyosis có liên quan đến sự xâm nhập của mô tuyến cùng mô đệm vào lớp cơ bên dưới. Nguyên nhân thì vẫn chưa rõ, có nhiều giả thuyết thì là do mô tuyến nội mạc xâm nhập vào lớp cơ qua tổn thương ở lớp nền giữa lớp nội mạc và lớp cơ bên dưới theo mô hình sang chấn và tái tạo. Adenomyosis là bệnh lý của vùng nối. Cái thuyết này là do là tử cung là được tạo thành từ có cái thuyết là tử cung nguyên thủy và là tử cung mới, khi mà hai cái vùng này sáp nhập lại với nhau thì tạo thành một cái vùng nối, tạo nên cái bệnh lý adenomyosis và sự di chuyển của mô nội mạc theo đường bạch huyết và máu. Trên đây là một hình tử cung bình thường trên hình sagittal T2, nội mạc tử cung thì có tín hiệu cao, vùng nối thì có tín hiệu thấp và lớp bên ngoài có tín hiệu trung gian. Mô bệnh học là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán adenomyosis. Sự hiện diện của mô tuyến nội mạc và mô đệm trong lớp cơ tử cung hiện nay thì chưa có tiêu chuẩn thống nhất. Độ sâu tính từ giao diện nội mạc đến lớp cơ thì khoảng 2.5-8 mm, hay dùng tỷ lệ phần trăm. Đây là hình ảnh đại thể trước và sau khi cố định mẫu bệnh phẩm thành tử cung có adenomyosis thì trên hình thì thấy là tử cung to hình cầu, có thành dày và có những ổ máu nhỏ. Mẫu bệnh phẩm xẻ tử cung mạch cách cho thấy là thấy cấu trúc lớp cơ xốp và dạng bè với những vùng xuất huyết khu trú. Ở hình bên trái thì thấy là mô tuyến nội mạc và mô đệm xung quanh từ lớp nền nội mạc xâm nhập bất thường vào lớp cơ tử cung. Triệu chứng lâm sàng ở bệnh nhân adenomyosis thường gặp là rong kinh, thống kinh, đau vùng chậu, rong huyết hiếm muộn. Khi khám thì thấy tử cung to. Phương tiện hình ảnh thì siêu âm và MRI thường được dùng trong chẩn đoán adenomyosis. Siêu âm ngã âm đạo thì có độ phân giải hình ảnh cao hơn. Ở bệnh nhân không kèm bệnh lý khác thì giá trị chẩn đoán adenomyosis ở siêu âm qua ngã âm đạo và MRI là như nhau. Tuy nhiên, ở những bệnh nhân mà có các bệnh lý khác đi kèm như u xơ tử cung thì có thể siêu âm qua ngã âm đạo thì có thể gây nhầm lẫn. Vì vậy MRI thường được đề nghị trong những trường hợp chẩn đoán chưa rõ ràng, cần xác định để điều trị cho bệnh nhân hoặc kèm theo u xơ tử cung gây biến dạng giải phẫu bình thường. Các kỹ thuật hình ảnh như là HSG và CT thì cũng giúp ích cho chẩn đoán nhưng mà giá trị không cao. Ở trên hình ảnh là một hình HSG với hình ảnh ghi nhận là cái bờ nội mạc không đều và có hình ảnh các túi thừa thuốc cản quang có chạm vào các túi thừa nhỏ.
trên hình ảnh, hình trên là trên hình ảnh CT là ghi nhận cái có một cái khối ở bờ sau, ở thành sau tử cung, giới hạn không rõ, đẩy lớp nội mạc lên phía trước. Ở trên hình MRI T1 thì thấy là có, trên hình MRI T2. Dạ. Rồi nói tiếp đi. Dạ, trên hình T2 thì thấy là có các nang nhỏ. Hình ảnh siêu âm adenom. Adenomyosis thì về mặt tuyến nội mạc trong tử cung thì trên siêu âm sẽ có các dấu hiệu như là các dải hoặc nốt tăng âm kéo dài từ nội mạc tới lớp cơ trong tử cung, giao diện giữa nội mạc và cơ tử cung không rõ, có các nang nhỏ, phản âm trống chứa dịch 1-5mm trong cơ tử cung và dưới nội mạc, có các vùng đảo tăng phản âm và các dải dạng nang. Trên hình thứ nhất là có các đường phản âm dài dưới nội mạc đi từ nội mạc tử cung vào cơ ở các mũi tên vàng và nang nhỏ nằm dưới nội mạc. Ở hình B là có các chồi phản âm dài đi từ nội mạc vào trong cơ. Còn ở hình C là có các vùng phản âm dài trong cơ tử cung và kèm các đường mảnh có phản âm dài. Trên hình ảnh siêu âm thì thấy là có các nang nhỏ trong cơ tử cung và có các đường phản âm dày. Về tình trạng căng sản cơ thì có thể thấy qua các hình ảnh như là dày không đối xứng của cơ tử cung, dày cơ này có thể khu trú hoặc lan tỏa, tổn thương giới hạn không rõ, khác với u sơ tử cung thì thường giới hạn rõ, dày vùng chuyển tiếp lớn hơn 12mm và có dấu hiệu rèm cửa. Là các hình ảnh phản âm không đồng nhất, thô và bóng lưng sọc. Có các loại adenomyosis là khu trú, lan tỏa và u cơ tuyến. Thì là loại khu trú thì là cơ tử cung bao quanh lớn hơn 25% chu vi tổn thương. Dạng lan tỏa thì là cơ tử cung bao quanh nhỏ hơn 25% chu vi tổn thương, và u cơ tuyến thì là được khu trú và bao bọc hoàn toàn bởi cơ tử cung. Ở trên hình ảnh siêu âm ghi nhận là hình thứ nhất là có tử cung thành dày không đối xứng, thành sau tử cung không đồng nhất. Ở hình giữa là ghi nhận thấy ranh giới giữa thành sau và nội mạc tử cung không rõ, thành sau dài và không đồng nhất, không có khối khu trú bên trong. Ở hình cuối là hình cắt ngang của hình giữa. Hình ảnh siêu âm thấy ranh giới giữa thành sau và lớp nội mạc không rõ, thành sau dày khu trú và có các hình ảnh là các dải sọc, dấu hiệu rèm cửa. Ngoài ra còn đánh giá tình trạng mạch máu ở bệnh adenomyosis thì có tăng lưu lượng và tăng số lượng mạch máu thâm nhập xuyên vào trong cơ tử cung. Ở trên hình thứ nhất thì thấy một cái khối giới hạn không rõ ở thành trước tử cung, có tình trạng tăng tưới máu.
Huy mở mic được chưa Huy? Nguyễn Quang Huy. Dạ. Dạ. Rồi anh nói tiếp đi. Dạ, trên đây là cái hình số A thì ta thấy là có cái khối tổn thương, có cái hồi âm kém không đồng nhất và giới hạn của nó không rõ, và cái ranh giới giữa lớp nội mạc và cái tổn thương thì cũng không rõ. Và trên phổ tốp lơ màu ta thấy có cái tăng sinh mạch máu và mạch máu nó đi xuyên qua cái tổn thương, thì nghĩ đây là một cái adenomyosis. Còn hình C thì ta thấy là có cũng cái khối tổn thương hồi âm kém không đồng nhất và có những vài những cái bóng lưng và giới hạn của nó tương đối là rõ. Và khi phổ đốp lơ màu lên cho thấy là cái mạch máu nó đi ở phía ngoài, thì nghĩ là một cái u sơ tử cung, và cái dấu hiệu mạch máu nó đi ở phía ngoài thì có là cái dấu hiệu vòng lửa. Thì trên bệnh nhân thì có thể có một hoặc nhiều những cái dấu hiệu, thì thường là kết hợp với các dấu hiệu với nhau, thì có thể là cái phản âm hỗn hợp hoặc là dạng nốt, dạng đường phản âm dày kèm theo có cái bóng lưng dọc. Thì khi một bệnh nhân mà kết hợp tất cả các dấu hiệu này thì có thể cho được cái hình ảnh siêu âm giống như cái bệnh gan giai đoạn cuối, được mô tả là hình ảnh sơ gan của tử cung, sơ hóa của tử cung. Dạ, sơ hóa tử cung. À, trên đây là cái bảng liệt kê lại những cái đặc điểm hình ảnh theo cái tuyến phì đại cơ và cái tăng sinh mạch máu. Đây là hình minh họa, thì tử cung to dạng hình cầu, cả về bề dày của thành trước, thành sau cũng như là bề dày của vùng đáy. Và đây là cái tử cung không đối xứng, thành trước thành sau thì dày hơn so với thành trước, và xuất hiện những cái nang nằm ở trong cái cơ tử cung. Thì đặc biệt đặc hiệu là nghĩ nhiều, những cái nang mà nghĩ nhiều đến adenomyosis thì thường nằm ở phía dưới lớp nội mạc. Đây là cái hình ảnh là xuất hiện những cái đảo hoặc là những cái mảng hồi âm dày nằm trong lớp cơ tử cung. Đây là cái hình ảnh minh họa cái dấu hiệu rèm cửa. Và đây là những cái đường hồi âm dày đi từ lớp nội mạc ra lớp cơ của tử cung. Đây là hình ảnh tăng sinh mạch máu và cái mạch máu đi xuyên qua tử cung. Hình ảnh minh họa cái giao diện giữa lớp nội mạc và lớp cơ của tử cung không rõ. Đây là cái hình ảnh cũng là cái hình ảnh ta thấy là có cái dấu hiệu rèm cửa với những cái đường bóng lưng sọc ở cái thành sau, và cái thành sau của cơ tử cung thì nó dày không đối xứng, và cái giao diện của lớp nội mạc cũng không có rõ. Đây là một cái trường hợp tương tự, là cái tử cung có hồi âm không đồng nhất, có hồi âm kém, hồi âm dày, giao diện lớp nội mạc với cơ thì cũng không rõ, và thành nó dày không có đối xứng. Thì đối với adenomyosis khu trú thì chúng ta cần phải phân biệt với cái u sơ tử cung và cái sarcoma cơ trơn ở tử cung. Adenomyosarcoma, trời ơi, viết sai chính tả quá đi. Tiếp đi. Hình ảnh trên MRI của adenomyosis thì trên chữ xung T1 thì tử cung thì không phân biệt được với các lớp tín hiệu của các lớp cơ ở tử cung, thì chỉ phát hiện được những cái nang mà có xuất huyết và có tín hiệu cao trên T1. Trên T2 thì ta phân biệt rõ ba cái cấu trúc lớp của tử cung. Và hình ảnh trên MRI của cái vùng nối thì bình thường độ dày của vùng nối thì không quá 8 mm, và cái vùng nối thì nó sẽ thay đổi theo cái chu kỳ kinh nguyệt, và dày nhất ở cái pha hoàng thể ngày thứ 24 của chu kỳ kinh nguyệt. Ở phụ nữ mãn kinh thì 30% trường hợp không phân định được cái vùng nối với lớp cơ ở ngoài. Trong thời kỳ thai kỳ thì vùng nối thì trở nên mỏng hơn và tăng tín hiệu, vì vậy sẽ khó phân biệt được với cái lớp cơ ngoài. Trên hình là phụ nữ chưa mãn kinh, và hình B là phụ nữ đã mãn kinh. Thì trên hình A ta thấy là phân biệt rất là rõ giữa cơ ở vùng nối với lớp cơ ở phía ngoài. Tuy nhiên là ở phụ nữ mãn kinh thì do cái việc mất nước
giảm mật độ nước của lớp cơ ngoài, dẫn đến là tín hiệu trên T2 của lớp cơ ngoài nó giảm. Vì vậy sẽ khó phân biệt được lớp cơ ở vùng nối với lớp cơ ngoài. Còn đối với trong thai kỳ thì cái lớp cơ ở vùng nối thì trở nên mỏng hơn và nó tăng tín hiệu, vì vậy cũng không phân biệt được với cái lớp cơ ngoài. Để chẩn đoán adenomyosis trên MRI thì có hai cái dấu hiệu là dấu hiệu trực tiếp và dấu hiệu gián tiếp. Dấu hiệu trực tiếp gồm có thứ nhất là nang nhỏ, thứ hai là u cơ tuyến. Dấu hiệu gián tiếp là cái vùng nối dày, có thể dày khu trú hoặc là dày lan tỏa. Đối với những cái nang nhỏ thì đường kính từ 2 đến 7mm, trung bình là 3mm và thường gặp ở vùng nối. Thì với cái nang thì nó sẽ có tín hiệu thấp trên T1 và cao trên T2. Và trong cuối thời kỳ hành kinh thì có thể có hiện tượng xuất huyết trong cái nang, thì nó sẽ có tín hiệu cao trên T1 và T1 phát sát. Sự hiện diện của các nang nhỏ thì có thể thấy được ở 50% các trường hợp. Trên đây là một cái trường hợp bệnh nhân nữ 45 tuổi có cái triệu chứng rong kinh. Trên chuỗi xung T2 thì ta thấy là cái tử cung to dạng hình cầu và cái vùng nối thì nó dày. Có cái vài những cái nang nhỏ tín hiệu cao trên T2 và có cái nang có tín hiệu cao trên T1 thì bản chất của nó là xuất huyết trong cái nang. Dấu hiệu trực tiếp thứ hai là u cơ tuyến, đó là cái tổn thương khu trú và tuy nhiên giới hạn không rõ, có thể nằm ở ngoài vùng nối và có thể chẩn đoán nhầm với cái u sơ tử cung. Trên hình ảnh trên mặt các ASEAN và SACITAN thì đã thấy là có mấy cái khối tổn thương giới hạn không rõ và bên trong có cái tín hiệu cao trên T2 và cũng cao trên T1. Thì đây là được nhận định là một cái u cơ tuyến. Dấu hiệu gián tiếp thì là có vùng nối dày lan tỏa hoặc khu trú. Đây là cái hình ảnh vùng nối dày bình thường. Trên MRI cũng dày bình thường. Tuy nhiên là đối với adenomyosis lan tỏa ta thấy là cái vùng nối nó dày lên. Trên hình MRI là vùng nối nó dày lên cả ở thành trước và thành sau. Và đây là dày vùng nối khu trú, adenomyosis khu trú với cái vùng nối dày khu trú nằm ở thành trước của tử cung trên T2. Và đối với dày vùng nối thì nếu mà cái vùng nối đo được nhỏ hơn 8mm thì có thể loại trừ được chẩn đoán adenomyosis. Nếu mà lớn hơn 12mm thì chẩn đoán adenomyosis với cái độ chính xác là 85%, độ đặc hiệu 96% và độ nhạy là 63%. Tuy nhiên nếu mà đo được từ 8 đến 12mm thì ta cần thêm các tiêu chí phụ để đưa ra được cái chẩn đoán. Là cái thứ nhất là cái tỷ lệ độ dày giữa vùng nối và độ dày lớp cơ phải lớn hơn 40%. Cái thứ hai là lấy cái độ dày của lớp cơ ở vùng nối tại vị trí lớn nhất trừ đi vị trí nhỏ nhất, nếu nó lớn hơn 5mm thì phải gợi ý chẩn đoán adenomyosis. Tiếp theo là cái giới hạn không rõ của vùng nối và sự hiện diện của các nang nhỏ tại vùng nối. Đây là cái trên chuỗi xung T2 thì ta thấy là cái chỗ vùng nối thì nó dày, tuy nhiên ở thành sau thì nó mỏng hơn so với thành trước. Thì nếu như cái độ dài này chưa được lớn hơn 12mm mà chỉ từ 8 đến 12mm thì ta có thể lấy độ dài của cái chỗ lớn nhất trừ đi độ dài của cái chỗ mỏng nhất. Nếu nó lớn hơn 5mm thì gợi ý adenomyosis kèm theo xuất hiện những cái nang tại vị trí vùng nối. Những cái nang này có tín hiệu cao trên T1. Đây cũng là một cái trường hợp bệnh nhân adenomyosis. Ta thấy ở trên chuỗi xung T1, ta thấy là cái tử cung nó to dạng hình cầu. Cái thành trước nó dày hơn so với thành sau. Và tuy nhiên không thấy cái tín hiệu cao trên T1. Những cái nang xuất huyết tín hiệu cao trên T1. Trên hình ảnh T2 thì ta thấy là cái lớp, cái vùng nối tương đối là dày. Và bên trong có xuất hiện những cái nang nhỏ tín hiệu cao trên T2. Để gợi ý đây là một cái adenomyosis. Ngoài ra thì còn có thể có những cái thể ít gặp hơn như là adenomyoma là u cơ tuyến, adenomyotic
polyp là u cơ tuyến dạng polyp, hoặc là cystic adenomyosis là nang cơ tuyến, squid cheese appearance dạng format thụy sĩ. Thì đầu tiên là cái dạng u cơ tuyến. U cơ tuyến là một cái dạng tổn thương khu trú của cái adenomyosis, nó được bao bọc xung quanh hoàn toàn bởi cái lớp cơ, do sự tập trung của cái mô nội mạc lạc chỗ tạo thành dạng khối. Thì trên hình ta thấy là cái trên chuỗi xung T2 thì ta thấy là cái khối tổn thương nằm ở thành sau của tử cung, tuy nhiên là giới hạn nó không được rõ, và cái chỗ vùng nối của nó tương đối là dày, và bên trong xuất hiện có vài những cái ổ tín hiệu nhỏ trên T2, tín hiệu cao trên T2. Nếu như cái tổn thương này nó quá là lớn thì nó cũng vẫn có thể gây ra một ít hiệu ứng choáng chỗ, nó đè đẩy vào cái thành trước của cái trực tràng cao. Thể ít gặp thứ hai là u cơ tuyến dạng polyp. Thì cái u cơ tuyến này nó phát triển vào trong cái lớp nội mạc của tử cung và tạo thành cái dạng polyp ở trong lòng tử cung. Thì cái dạng này thì hay gặp ở phụ nữ tiền mãn kinh và thường gặp ở phần thấp tử cung và cổ tử cung. Dạng ít gặp thứ ba là cái nang cơ tuyến. Thì nang cơ tuyến thì nó gây ra bởi cái tình trạng cái mô tuyến lạc nội mạc, và nó bao gồm một cái nang và nó xuất huyết, và nó được bao xung quanh bởi cái thành. Thì cái thành đó có thể là cái lớp trong có tín hiệu thấp tương tự như vùng nối, cái lớp cơ ở bên ngoài nó có tín hiệu cao. Vị trí của nó thì nó có thể ở trong cơ, dưới niêm mạc hoặc dưới thanh mạc. Như trên hình ta thấy là trên chỗ xung T2 ta thấy có một cái nang nằm ở bên trong, có tín hiệu cao trên T2 và bao xung quanh bởi cái thành. Thể ít gặp tiếp theo là dạng format của thụy sĩ, là một cái dạng tổn thương adenomyosis lan tỏa, biểu diễn dưới dạng một cái ảnh format của thụy sĩ. Thì ta thấy là cái tại vị trí vùng nối nằm ở thành trước của tử cung, ta thấy có rất là nhiều những cái nang cơ tuyến có tín hiệu cao, xuất hiện những cái nốt ở những cái dải sọc. Như đây một cái dạng format thụy sĩ. Thì cái bẫy trong cái chẩn đoán thì thường liên quan đến cái chu kỳ kinh nguyệt tác động lên cái vùng nối hay là vùng chuyển tiếp, tùy thuộc vào cái tình trạng mãn kinh, bệnh nhân có sử dụng thuốc tránh thai, sự hiện diện của cơn co tử cung thoáng qua. Sự dày của vùng nối sẽ phụ thuộc vào cái hormone và chu kỳ kinh nguyệt. Tử cung trong quá trình kinh nguyệt thì thường có dày vùng nối rất đáng kể, vì vậy có thể gây ra cái tình trạng giả adenomyosis. Thì đối với vùng nối có thể không đo được ở 30% phụ nữ sau mãn kinh hoặc uống thuốc tránh thai, vì vậy sẽ làm giảm độ nhạy của em trai trong chẩn đoán. Đầu tiên là tình trạng sau mãn kinh, thì ta thấy trên hình ảnh ta thấy có cái tổn thương nằm ở cái thành trước của tử cung. Tuy nhiên là và cái ta cũng không đo được cái độ dày, bề dày của cái vùng nối. Thì đây là một cái tình trạng sau mãn kinh của bệnh nhân, chứ không phải là một cái adenomyosis. Hình ảnh giả dày vùng nối thì tín hiệu cơ giảm trong giai đoạn đầu của kỳ tăng sinh có thể gây nên hình ảnh giả dày vùng nối và gây nhầm lẫn với tình trạng adenomyosis lan tỏa. Như trên hình ta thấy là bệnh nhân được chụp ở cái kỳ tăng sinh, cái lớp cơ giữa thì nó có tín hiệu thấp, vì vậy là sẽ nhầm lẫn với cái vùng nối nó dày. Nhưng mà cùng bệnh nhân mà chụp ở giai đoạn chế tiết thì cái lớp cơ nó đã tín hiệu cao lên rồi, thì nó phân biệt rõ với cái vùng nối. Và cái bệnh nhân này có cái tổn thương lạc động mạc sâu ở vị trí thanh mạc của tử cung, về co thắt tử cung thoáng qua thì biểu hiện trên T2 là những cái mảng hoặc những cái dải tín hiệu thấp, chạy thẳng góc, tiếp tuyến với cái vùng nội mạc, và có thể gây hình ảnh giả adenomyosis khu trú. Và đây trên bệnh nhân thấy có cái
có cái dải hoặc cái những cái mảng đậm độ thấp, có tín hiệu thấp thẳng góc, và khi và sẽ biến mất sau vài phút. Bẫy chẩn đoán tiếp theo là dạ dày nội mạc tử cung, thì adenomyosit có thể bắt chước hình ảnh dạ dày nội mạc tử cung và có thể gây nhầm lẫn với hình ảnh ung thư nội mạc tử cung. Như trên hình trên T2 ta thấy là cái lớp nội mạc nó tương đối là dày, có những cái dải vân tín hiệu cao chạy từ phía lớp nội mạc về phía cơ, thì có thể gây nhầm lẫn là cái ung thư nội mạc tử cung và xâm lấn vào lớp cơ. Khi có ca nội mạc tử cung mà kèm theo adenomyosit thì ta có thể đánh giá quá mức cái xâm lấn lớp cơ của ca nội mạc tử cung. Vì vậy chúng ta thường dùng chuỗi xung diffusion và hoặc là enzyme để enzyme tiêm thuốc để giúp đánh giá đúng cái giai đoạn. Trên hình là ta thấy là cái lớp nội mạc của tử cung là tương đối dày, và tại cái vị trí ở thành phía sau thì nghi ngờ là có cái xâm lấn vào cái lớp cơ. Tuy nhiên là khi mà chụp chuỗi xung diffusion thì ta thấy là u nó chưa xâm lấn vào cái lớp cơ. Thì cái u xơ tử cung là cái chẩn đoán phân biệt chính của u cơ tuyến. U xơ tử cung thì hiện diện trong gần 50% các trường hợp adenomyosis. Như trên hình ta thấy là có vài cái u xơ tử cung. Về chẩn đoán phân biệt thì ta thấy là cái u cơ tuyến thì là một cái khối có tín hiệu thấp hoặc đồng tín hiệu, được bao xung quanh hoàn toàn bởi cái lớp cơ. Tuy nhiên thì cái giới hạn của nó không được rõ, và bên trong nó có thể xuất hiện những cái nang có tín hiệu cao trên trên một, và không có vỏ bao và rất ít hiệu ứng khối trừ khi nó quá lớn. Còn với cái nhân xơ tử cung thì thường là một cái khối giới hạn rõ, tín hiệu thấp trên T2, có cái vỏ bao và có cái hiệu ứng khối. Trên đây là cái hình ảnh trên chiếc phông T2 ở thành sau của tử cung cho cái có cái khối tổn thương có tín hiệu thấp và có giới hạn không có rõ nằm ở thành sau. Còn đây là cái trường hợp bệnh nhân cũng có cái khối tổn thương tín hiệu thấp, tuy nhiên là có giới hạn rất là rõ và không có những cái tín hiệu những cái nang tín hiệu cao như trong cái hình bên này. Thì đây là một cái nhân xơ tử cung. Rồi, thôi mình ngưng lại đi ha. Cái phần lạc nội mạc mà mình sẽ nói trong bài sau, thì các bạn nghỉ ngơi 5 phút đi, rồi tôi sẽ tóm lại cái nội dung về nhân xơ tử cung trong hôm nay. Sợ hôm nay nói cái bài lạc nội mạc luôn thì không có đủ thời gian. Sở dĩ để nhóm câu học trình bày cái phần lạc nội mạc mà cái phần adenomyosis á, tại vì đó là một trong những chẩn đoán phân biệt chính của nhân xơ, cho nên là để các bạn trình trong hôm nay cho mọi người dễ theo dõi. À, có bạn giơ tay hả? Ai đang giơ tay, bạn có ý kiến gì nói luôn đi. Alo. Alo. Chị em nghe chị. Rồi, nghe rồi. Cường. Hỏi gì Cường? Vừa nãy em bật mic mà mọi người không nghe được đó chị. Rồi. Alo. Rồi bây giờ nghe rồi. Giờ báo có mặt thôi hay có hỏi thắc mắc gì không? À không, em có mặt từ đầu rồi chị, chứ không phải em đang ở bệnh viện. Vừa nãy mất em có vấn. Rồi được rồi. Dạ dạ dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ở cái màn hình xe của tôi mọi người còn thấy không? Dạ thưa cô, không thấy màn hình, chỉ thấy cô thôi chứ không thấy slide ạ. Dạ thấy rồi ạ. Rồi, mọi người thấy màn hình xe của tôi chưa? Alo. Dạ, thấy rồi. Cái khúc này là tôi có bấm record đó nha, cho nên là đừng có bấm tắt ha. Dạ, vâng ạ. Mình sẽ tóm lại cái tổn thương lành tính của cơ tử cung ha. Và ngày hôm nay chắc cũng chỉ còn đủ thời gian để tóm tắt lại cái phần nhân sơ tử cung thôi. Thì tổn thương lành tính của cơ tử cung có những cái tổn thương chính mà chúng ta có thể nhìn thấy được và đọc được bằng chẩn đoán hình ảnh. Cái thứ nhất đó là nhân sơ tử cung hay là leiomyoma. Kế nữa là lạc tuyến trong cơ tử cung hay là adenomyosis. Đó là hai cái tổn thương mà lành tính thường gặp nhất. Bây giờ chúng ta sẽ tập trung nói cái leiomyoma trước. Vậy thì leiomyoma thì có những cái tên khác người ta cũng có thể dùng để gọi, như là fibroid ha, hay là myoma, hoặc là chúng ta dịch qua tiếng Việt á, thì hay dịch là nhân sơ tử cung. Thực chất nó là u cơ trơn của tử cung thôi, lành tính. Và nó là cái khối u lành tính thường gặp nhất của cơ tử cung. Cái tần suất thật sự của leiomyoma thật sự cũng rất là khó nói, bởi vì là thường nó không có triệu chứng, cho nên là nó chỉ được phát hiện tình cờ. Cho nên cái con số thật sự, nếu mà người ta không có đi khám thì chúng ta cũng không có phát hiện được. Cho nên thật sự là cái con số chính xác đó là rất là khó nói, và chúng ta thấy nó rất là thay đổi tùy theo cái nghiên cứu. Nhưng mà thường người ta sẽ nói là nó chiếm khoảng 25-40% ở những phụ nữ trước mãn kinh. Thì cái loại u này nó đặc biệt là nó phụ thuộc estrogen, cho nên là nó sẽ thường thoái triển sau khi mãn kinh. Nhưng mà nó sẽ lớn lên ha, nó sẽ lớn lên tăng kích thước nếu như mà bệnh nhân có cường estrogen, như là ở những cái tình trạng là có thai nè, hay là bệnh nhân có những cái u tăng tiết estrogen, hay là bệnh nhân dùng những cái thuốc nội tiết mà có estrogen. Và gần phân nửa trường hợp, tức là 50% là bệnh nhân sẽ không có triệu chứng lâm sàng. Nhưng mà nếu mà có triệu chứng thì thường là những cái triệu chứng liên quan tới do nó chèn đẩy, hay là nó ảnh hưởng lên nội mạc tử cung, như là xuất huyết âm đạo bất thường, hoặc là khi nó thoái hóa nó có thể gây đau, có thể gây vô sinh, hay là nó chèn ép những cái cơ quan xung quanh thì sẽ có biểu hiện gián tiếp như là tắc ruột hay là tắc nhãn hệ niệu. Thì leiomyoma nó là một cái tổn thương lành tính, tuy nhiên nó cũng có một cái tỷ lệ nhỏ nó sẽ chuyển dạng ác tính, tức là chuyển thành leiomyosarcoma. Nhưng mà cái tỷ lệ này rất là hiếm, nó chỉ tầm khoảng 0,2 đến 0,3% thôi. Khi mà
về mặt vị trí nó sẽ có ba cái nhóm chính, đó là người ta xem xét cái tương quan của nó với niêm mạc, rồi với cơ tử cung và với thanh mạc. Cho nên trước đây mình thường hay báo cáo nó theo ba cái vị trí, đó là dưới niêm mạc, trong cơ hay dưới thanh mạc. Tuy nhiên những năm gần đây thì cái việc mà người ta đòi hỏi chúng ta là báo cáo hay là mô tả vị trí của một cái nhân sơ nó phải chi tiết và kỹ càng hơn để giúp cho nhà lâm sàng người ta định hướng được cách điều trị và cách quản lý bệnh nhân. Cho nên là sau này thường là chúng ta sẽ đọc theo cái phân loại của Figo, tức là chia một cái chia nhân sơ tử cung thành 8 nhóm tùy vào vị trí của nó. Những cái thể hiếm gặp khác, những cái thể hiếm gặp khác như là nằm ở trong phúc mạc hay là trong tĩnh mạch, hay là những cái di căn lành tính mà chúng ta thấy, có những khi chúng ta thấy hình dạng bóng bay ở phổi á, rất là giống di căn, nhưng mà thực chất thì nó lại là tổn thương lành tính. Thường mà thấy di căn phổi mà dạng thả bóng như vậy, mình tưởng là bệnh nhân tiên lượng rất là xấu rồi, nhưng mà theo dõi thì nó cứ bệnh nhân cứ như vậy. Và sao tự nhiên nó có hai cái con chuột này vậy ta? Cái này nhắc lại ha, các bạn phải học thuộc, cái này là các bạn phải học thuộc chứ không có cách nào cả. Giống như là nhóm vừa trình bày chúng ta đã nói qua rồi, nhưng mà tới hồi mà chúng ta phân loại chúng ta vẫn cứ ngập ngừng và không hiểu là mình nói đúng hay là nói sai ha. Theo Figo nó sẽ có 8 loại nhân sơ. Vậy thì chúng ta thấy là từ loại 0 nè, 1 nè, 2 nè, 3. Thì nếu mà mình xếp nhóm chung á, thì nó là tổn thương dưới niêm mạc. Tổn thương dưới niêm mạc. Loại 4 á, là loại trong cơ ha. 5 và 6 á, là dưới thanh mạc. 7 á, là nó rời khỏi tử cung và nó chỉ dính vào tử cung bằng một cái cuốn mạch máu, hay là gọi là cầu mạch máu. Và một cái loại nữa là loại hỗn hợp, đó là loại 2 đến 5. Cuối cùng là một cái nhân sơ nó nằm ở cổ tử cung, hoặc là nó nằm rời khỏi tử cung, như là nhân sơ trong dây chằng rộng mà thường lúc trước chúng ta hay đọc là parasitic, tức là nó nằm không có dính gì tới tử cung hết, thì là người ta sẽ xếp nó vào nhóm 8. Vậy thì đối với nhóm 0, 1, 2, 3 mình sẽ xếp như thế nào? Nếu mà tổn thương hoàn toàn nằm trong lòng tử cung, nằm hoàn toàn trong lòng tử cung và nó chỉ biểu hiện cái sự tương quan với cơ tử cung bằng một cái cuốn, là để mình biết nó là xuất phát từ cơ tử cung, là mình thấy được nội mạc tử cung bao quanh á, nội mạc tử cung bao quanh á, nhưng mà tới cái cuốn là chấm dứt. Chứ nếu mà nội mạc tử cung mà chúng ta thấy nó bao luôn qua bên này luôn á, thì nó là trở thành polyp rồi. Tức là nếu một cái tổn thương phát triển trên bề mặt của nội mạc tử cung thì đó là polyp. Còn cái nhân sơ loại 0 á, là nó phát triển phía dưới nội mạc tử cung và sau đó là nó lồi vào lòng tử cung. Nó lồi vào lòng tử cung. Ở đây là mình sẽ thấy là nội mạc tử cung hoàn toàn bao quanh nó và chỉ chừa lại ở cái vị trí là cái cuốn của nó thôi. Thì cái này á, đối với siêu âm thường á, hay là thậm chí đối với cộng hưởng từ, đôi khi cũng rất là khó khăn để mình tìm được cái cuốn này. Cho nên ưu thế của siêu âm bơm nước lòng tử cung ở những trường hợp này rất là lớn. Và người ta đòi cái kỹ thuật đó là giúp xác định cái Figo 0 khá là dễ dàng hơn là chúng ta chỉ dùng siêu âm đầu dò âm đạo 2D như bình thường, hoặc là ngay cả khi đọc cộng hưởng từ rất là khó để tìm được cái cuốn nhỏ này. Figo 1 đó là tổn thương dưới niêm mạc ha. Các bạn nên nhớ là mình nhớ tới nó là dưới niêm mạc trước. Rồi nó có hơn 50% cái khối u nằm trong lòng tử cung. Thì đó là Figo 1. Rồi một cái nhân sơ dưới niêm mạc nữa, nhưng mà dưới 50% u nằm trong lòng tử cung thì nó là Figo 2.
Còn figo 3 là hồi nãy có nói tới nói lui đó, là hoàn toàn chúng ta thấy nó nằm trong cơ tử cung nhưng mà nó có bờ tiếp xúc với nội mạc tử cung, tức là nó đụng tới nội mạc tử cung thì đó là figo 3. Còn nếu mà nó nằm hoàn toàn bởi cơ tử cung và nó có một cái lớp cơ chen ngang nó với nội mạc tử cung, có lớp cơ chen ngang nó với thanh mạc tử cung thì nó là figo 4 trong cơ. Còn mà figo 5 tức là tổn thương phải dưới thanh mạc là mình sẽ thấy là nó đổi cái bờ hoặc là nó tiếp xúc với cái bờ thanh mạc của tử cung trước, nhưng mà cái phần mà nó nằm trong cơ á, nó nằm trong cơ á, là lớn hơn 50% cái u. Và nếu mà nó cái phần nằm trong cơ mà nhỏ hơn 50% u á, hoặc là nói ngược lại cái phần mà nằm ngoài tử cung là lớn hơn 50% u thì đó là figo 6. Còn mà hoàn toàn tách rời khỏi tử cung, chỉ dính với tử cung bằng một cái cuốn mạch máu thì đó là figo 7. Còn nếu một cái tổn thương nằm trong cơ nhưng mà nó có bờ vừa tiếp xúc với thanh mạc tử cung vừa có bờ tiếp xúc với nội mạc tử cung thì là 2-5. Ngoại trừ những cái vị trí mà chúng ta vừa liệt kê ha, thì nhân sơ tử cung nằm ở bất kỳ vị trí nào khác, ví dụ ở cổ tử cung nè, ở âm đạo nè, hoặc là ở xung quanh tử cung thì nó là figo 8. Vậy thì MRI thật ra không phải là một cái kỹ thuật được sử dụng đầu tiên để mà chúng ta khảo sát nhân sơ tử cung, bởi vì siêu âm đã làm cái việc này quá tốt rồi ha. Nhưng mà MRI nó vẫn có cái vai trò nhất định đối với nhân sơ tử cung ở chỗ nào. Cái thứ nhất là chúng ta sẽ đánh giá chính xác nhất về mặt số lượng và kích thước. Về mặt số lượng và kích thước, ở những trường hợp mà chúng ta thấy là bệnh nhân chỉ có 1-2 cục nhân sơ thì siêu âm chúng ta đếm được 3-4 cục, chúng ta cũng có thể từ từ đếm được. Nhưng mà ví dụ giống như cái trường hợp này ha, mà khi mà chúng ta làm siêu âm để mà chúng ta đếm coi có bao nhiêu cục nhân sơ, vị trí nó ở đâu, dưới niêm mạc, trong cơ hay dưới thanh mạc, đó là một cái điều rất là khó khăn. Đó là có điều khó khăn, chúng ta cứ đếm rợn hồi chúng ta lại quên, chúng ta đếm rồi chúng ta lại quên, đếm tới đếm lui không biết là bệnh nhân có bao nhiêu cục nhân sơ ha. Cho nên á, về mặt đánh giá về mặt số lượng và đo đạc về mặt kích thước thì đó, trong những cái trường hợp mà tử cung có nhiều nhân sơ thì MRI nó có cái ưu thế hơn so với siêu âm. Cái nữa là chúng ta đánh giá vị trí của cái tổn thương cũng vậy ha, chúng ta đánh giá cái vị trí của tổn thương cũng vậy. Khi mà có quá nhiều tổn thương thì siêu âm rất là khó đánh giá. Và còn nữa là nếu nhưng mà có những cái bệnh lý khác đi kèm, ví dụ như là adenomyosis thì cộng hưởng từ cũng phát hiện tốt hơn so với siêu âm. Hoặc là chúng ta muốn đánh giá sự tương quan giữa tổn thương với những cái cấu trúc lân cận thì cộng hưởng từ cũng tốt hơn. Và gần 70% trường hợp đó là người ta sẽ có nhiều nhân sơ ha, sẽ có nhiều nhân sơ. Còn mà mức độ nhiều như thế này thì cũng chúng ta cũng gặp nhiều chứ không phải là con số ít. Cho nên nói nhiều như vậy, tóm lại thì các bạn nhớ dùm là cộng hưởng từ có vai trò như thế nào đối với nhân sơ ha. Đối với nhân sơ, cái thứ nhất đó là đánh giá chính xác về mặt số lượng, kích thước và vị trí ha, và vị trí. Kế nữa là phát hiện thêm những cái tổn thương đi kèm. Rồi, vậy thì chúng ta coi lại cái protocol của cộng hưởng từ khi mà chúng ta nhận được cái chỉ định bệnh nhân đến chụp cộng hưởng từ vì nhân sơ. Vậy thì các bạn sẽ, hồi ngay cả cái bài đầu về MRI phụ khoa có nhắc qua các bạn về hướng cắt khi mà chúng ta chụp cộng hưởng từ như thế nào rồi. Vậy thì sẽ có bạn nói là bây giờ tổn thương nó nằm trong tử cung, nhân sơ nó nằm ở đó, vậy thì cắt oblique làm cái gì, đúng không?
ở trường hợp này chúng ta cắt theo trục cơ thể là được, cần thiết đâu mà mình phải cắt cái hướng axio, hướng coronal theo trục của thân tử cung làm cái gì? Mình đâu có đánh giá coi nó nằm trong ngoài tử cung gì đâu, đúng không? Nếu mà mình thấy nó nằm trên sato, mình đã thấy nó nằm gọn trong tử cung rồi thì mình cứ cắt theo trục cơ thể cho nó nhanh, mình nhìn hình cũng dễ, tức là mình theo mà mình cắt ốp lết thì có khi cái hình của mình nó cứ méo méo làm cho mình khó chịu. Vậy thì có nhiều bạn sẽ có lựa chọn là lúc này chúng ta cứ cắt theo trục cơ thể và chúng ta không có yêu cầu kỹ thuật viên là cắt theo trục thân tử cung nữa. Vậy thì ở đây nhấn mạnh lại ha, bởi vì cái vai trò của cộng hưởng từ hồi nãy có nói là để đánh giá chính xác về vị trí của cái nhân sơ tử cung. Và khi mà chúng ta muốn đánh giá chính xác vị trí của nó, bắt buộc chúng ta phải cắt những cái mặt phẳng oblique, đặc biệt là cái mặt axio oblique ha. Tại sato là chúng ta sẽ cắt trung tính rồi, chúng ta cũng đâu có biết oblique theo ai đâu, cho nên sato thường là mình sẽ cắt theo trục cơ thể và nhờ vào sato để mình cắt axio và coronal. Và chỉ khi mình cắt theo đúng trục của cái buồng nội mạc tử cung, mình mới đánh giá được cái tương quan của cái tổn thương với cái buồng nội mạc tử cung như thế nào, để mình xếp loại cái nó là thuộc figo nào. Còn những cái chuỗi xung T1, chuỗi xung diffusion và cái tiêm thuốc thì mục tiêu của mỗi chuỗi xung đều có trên cái bảng này rồi, không cần tôi không đọc nữa, các bạn về tự đọc thêm ha. Vậy thì một cái khối leiomyoma điển hình như thế nào? Đối với siêu âm á, thì nó điển hình là nó là một cái khối phản âm kém và có giới hạn rõ. CT thì thật ra giống như các bạn đã nói thì thường người ta để khảo sát nhân sơ người ta không có cho chụp CT. Chúng ta chỉ thường là phát hiện tình cờ khi bệnh nhân đi khám vì một lý do gì khác, chứ không phải là đến chụp CT scan về nhân sơ tử cung. Nhưng mà nếu mà có thấy thì mình cũng phải biết nó. Thì nó được biểu hiện là một cái khối, nếu mà chúng ta không tiêm thuốc thì nó là một cái khối đồng đậm độ với cơ. Và chúng ta sẽ đánh giá, chúng ta sẽ phát hiện nó trên cái hình trước tiêm bằng cách là nếu mà nó có gây biến dạng đường bờ thì tại lúc này nội mạc tử cung chúng ta có thể không thấy rõ. Chúng ta chỉ thấy rõ cái bờ ngoài của tử cung thôi. Nếu mà nó gây biến dạng cái bờ thanh mạc của tử cung thì có thể là mình sẽ đoán đoán được là trong cái tử cung này nó có cái gì đó để nó gây ra hiệu ứng chón chỗ làm cho cái bờ ngoài nó bị biến dạng. Còn nếu như mà CT có tiêm thuốc á, thì mình sẽ thấy cái khối leiomyoma này nó bắt thuốc kém hơn so với cơ tử cung. Hoặc trong những cái trường hợp thoái hóa thì CT có thể nhận ra được đó là một cái thoái hóa đóng vôi. Còn những cái thoái hóa khác đôi khi khó khăn. Rồi, đối với cộng hưởng từ thì chúng ta thấy được cái gì? Điển hình là chúng ta sẽ phải một hồi nói ha. Bây giờ chúng ta coi cái hình siêu âm điển hình là nó có phản âm kém so với cơ tử cung và nó có một cái điểm đặc trưng, đó là nó có bóng lưng. Và cái bóng lưng này á, tự nhiên là mình thấy nó xuất phát, tự nhiên nó có thôi, hoặc là nó có ở ranh giới giữa u với lại cơ bình thường. Còn ở trong tổn thương là tự nhiên nó có bóng lưng, chứ chúng ta không phải là chúng ta phải thấy một cái ổ phản âm dày rồi sau đó có bóng lưng nữa. Không có ha. Điểm đặc trưng của leiomyoma là ở cái bóng lưng này. Nhưng mà nó cũng không phải là đặc hiệu, bởi vì chúng ta cũng sẽ gặp nó trong u sợi ở buồng trứng. Còn đối với cộng hưởng từ, cái đặc tính điển hình là như thế nào? Đối với T1, mình sẽ thấy nó là đồng tín hiệu với cơ tử cung. Tổn thương nè ha, cơ tử cung. Mình thấy là hai đứa nó tín hiệu gần giống nhau. Trên T2, ở đây làm sao biết T2? Mình thấy là nội mạc tử cung nè, có tín hiệu cao mạnh. Cái này là trong bài bình thường mình đã học rồi ha. Kế nữa là phân biệt giữa các lớp cơ trong và lớp cơ ngoài.
Thì bây giờ mình thấy một cái tổn thương. Mất màn hình rồi coi. Không có thấy màn hình xe nữa. Mất từ slide nào? Bữa nay mạng có vẻ có vấn đề á. Mất từ slide em ra ấy con. Rồi. Chắc cái bài này phải quay riêng quá. À, mọi người thấy lại chưa? Dạ rồi cô. Lại mất nữa rồi cô ơi. Rồi thấy chưa? Dạ rồi coi. Hồi nãy mất từ slide này đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi. Trên hình cộng hưởng từ đối với chuỗi xung T1 ha, nhắc lại là tổn thương nó sẽ có đồng tín hiệu với lại cơ tử cung. Như ở đây là mình có một cái khối u nè, nằm dưới thanh mạc, nó gây lồi bờ ngoài của tử cung ha, gây lồi bờ ngoài của tử cung. Thì cái cục u này, cái các bạn thấy tín hiệu của nó nè, tín hiệu của cơ nè, nó giống giống nhau, là đồng tín hiệu. Ở đây là chuỗi xung T2, chúng ta nhận diện được T2 nhờ cái gì? Nhờ chúng ta nhìn vào nội mạc tử cung nè, nó có tín hiệu cao. Kế nữa là lớp cơ trong, kế nữa là lớp cơ ngoài, phân biệt giữa các lớp cơ rõ. Thì trở lại tổn thương của mình á, là mình thấy nó màu đen, đúng không? Nó màu đen trên T2. Cái mức độ đen của nó là gần tương đương với lại cái lớp cơ trong á. Còn nếu mà mình so nó với lớp cơ ngoài thì là nó đen hơn, cho nên mình gọi nó là tín hiệu thấp. Còn nếu không nữa là mình sẽ so sánh cái tín hiệu của cái tổn thương này với những cái khối cơ kế bên, ví dụ giống như cơ chậu nè, ha, cơ chậu, khối cơ mông, thì mình thấy là tín hiệu của nó gần gần giống nhau. Đó là cái cách các bạn nhìn cái tín hiệu để các bạn nói là tín hiệu cao hay thấp. Nhắc lại ha. Vậy thì một cái leiomyoma điển hình, chúng ta sẽ có đồng tín hiệu với cơ tử cung trên T1 và tín hiệu thấp trên T2. Rồi, ở cái ca này mình thấy ha, nó có rất rất nhiều cục, nó có rất là nhiều cục. Một cục nè, hai nè, ba nè, bốn nè, năm nè, sáu nè, bảy nè. Ha, đếm ở ngay vị trí này là chúng ta đã thấy nó nhiều rồi. Trên T2 mình thấy là tín hiệu thấp nè, trên T1 là đồng tín hiệu. Vậy thì khi mà chúng ta dùng cái chuỗi xung giới hạn khuếch tán, các chuỗi xung diffusion để chúng ta đánh giá nó có giới hạn khuếch tán hay không. Tại vì mục tiêu khi chúng ta chụp diffusion để làm gì? Để là chúng ta nhận diện được những cái tổn thương gợi ý ác tính, đúng không? Chúng ta tìm được những cái tổn thương mà chúng ta trong một cái đóng cục này á, người ta cho chụp, thì mình, cái mục tiêu của mình là mình phải tìm ra được những cái cục nào nó có đặc tính không điển hình, có cái gì gợi ý tới ác tính hay không, để mình khu trú vô cái cục đó, chứ không phải là mình chỉ ngồi mình đếm không ha. Vậy thì ở đây là diffusion ha, ở B 1002, ở đây là ADC. Vậy thì đối với ví dụ đối với cục này đi, các bạn thấy là chúng ta thấy nó không có sáng trên diffusion ha, không có sáng trên diffusion. Nhưng mà khi chúng ta đo ADC á, thì chúng ta thấy hệ số khuếch tán của nó là 0,8. Vậy thì cái khối u này nó có giới hạn khuếch tán không? Thì mình nghĩ là nó có giới hạn khuếch tán không? Ở đây là không có giới hạn khuếch tán ha, bởi vì nó không sáng trên diffusion. Mà nếu mà chúng ta đo đạt ở những cái trường hợp này, chúng ta đo đạt hệ số khuếch tán, nó sẽ ra một cái kết quả sai lệch. Đó là cái hiệu ứng người ta gọi là hiệu ứng T2 blackout. Và nó tạo ra do cái gì?
nó tạo ra là bởi vì nó ảnh hưởng từ tín hiệu của cái T2. Bởi vì T2 nó đã đen thui rồi, cho nên là nếu mà chúng ta đo hệ số ADC nó sẽ sai lệch. Cũng giống như mà các bạn không biết ở bên thần kinh, chắc là mình chưa có học cái tế bào đột quỵ đúng không? Nó có một cái hiệu ứng T2 Cyru, nó ngược với cái T2 flat out này. Là đối với những cái tổn thương nhồi máu mà chúng ta thấy là nó có tín hiệu cao trên T2 mà chúng ta lại thấy nó sáng trên diffusion ha, sáng trên diffusion, cái là chúng ta vội vàng chúng ta đọc ngay là nó có giới hạn quá tán, vậy đây là nhồi máu cấp, cái đó là không đúng. Mà ngay là mà chúng ta khi mà chúng ta thấy nó sáng trên diffusion là chúng ta phải nhìn qua ADC ha. Thì ở cái trường hợp mà tôi vừa nói là cái ADC nó cũng cao luôn thì cái đó không phải là nhồi máu cấp nữa, không phải là nhồi máu mới nữa mà đó là đã cũ rồi. Thì trở ngược lại ở trường hợp này nè, khi mà chúng ta xem diffusion ở những cái nhân sơ này á, chúng ta thấy nó không có sáng thì thôi chúng ta đừng có đo đạt trên ADC làm gì. Tại vì khi mà mình đo đạt mình sẽ nhận được cái con số này nè, thì các bạn cứ máy móc các bạn nói 0,8 là quá giới hạn khuếch tán rồi, là cái chỉ số này là quá gợi ý ác tính. Hồi nãy là trong cái bảng phân biệt của bạn bạn nào mới đưa lên đó ha, có đưa ra cái con số là 1,1 đó ha. Còn bây giờ là nhỏ hơn 1,1 nữa là rất gợi ý ác tính, thì mình sẽ diễn đạt sai lầm trong trường hợp này. Và cái này á mình cũng sẽ gặp trong những cái cục mà những cái cục máu bán cấp á, cái cục mà máu giai đoạn bán cấp, xuất huyết giai đoạn bán cấp mà T2 mình thấy nó đen thui á, mà mình cũng đo hệ số ADC thì mình sẽ thấy là nó cũng hệ số ADC nó cũng thấp như vậy. Nhắc tới nhắc lui là nãy giờ là để cho mình nhớ dùm là khi cái T2 mà mình đã đánh giá nó là tín hiệu thấp rồi á, đã là tín hiệu thấp rồi, thì khi mình coi diffusion thì mình chỉ coi cái xung này thôi. À, mình thấy nó không sáng thì thôi bỏ qua, hoặc là nếu mà mình tạo thói quen á, trên cái chuỗi xung khuếch tán là mình sẽ phải xem giữa diffusion và ADC luôn. À, mình phải xem một lượt giữa hai chuỗi xung và nó mình chỉ gọi là giới hạn khuếch tán khi nó sáng trên diffusion và nó thấp trên ADC. Còn bây giờ cả hai đứa nó đều thấp như vậy không có ý nghĩa gì hết, không có cần phải đo hệ số khuếch tán ha. Rồi, cái đặc tính kế tiếp nữa của nhân sơ tử cung á, của leiomyoma đó là nó có cái vỏ bao giả, nó có cái vỏ bao giả. Thì cái vỏ bao giả này có nhiều giả thuyết lắm, nhưng mà người ta nhắc đến nhiều nhất là do khi mà cái khối u này nó lớn thì nó sẽ chèn ép cái mô xung quanh. Thì cái viền trắng này á, tạo thành là do cái mô nó bị phù, do tắc nghẽn bạch mạch và tĩnh mạch ha. Do tắc nghẽn bạch mạch và tĩnh mạch, bởi vì nó phù cho nên là trên T2 mình sẽ thấy nó có tín hiệu cao và mình thấy là nó gần như là không bắt thuốc hoặc là bắt thuốc kém sau khi mà mình tiêm thuốc. Và khi nào nó sẽ có cái vỏ bao thì về mặt lý thuyết người ta nói là khi những cái khối u lớn từ 5cm trở lên thì chúng ta sẽ thấy vỏ bao, hoặc là từ 5cm trở lên thì chúng ta sẽ thấy nó có biểu hiện thoái hóa. Tuy nhiên trên thực tế thì tôi thấy là những cái khối u nhỏ chỉ cần 1cm trở lên là có thể thấy được cái viền tín hiệu cao bao quanh khối u rồi. Cho nên chúng ta lưu ý cái chuyện đó. Ví dụ đối với cái cục này ha, có vỏ bao hay không? Có. Mình thấy là cục u tín hiệu thấp nè, bao quanh của nó là cái viền hơi trắng trắng, không thấy rõ trên mặt phẳng này thì mình sẽ xem trên mặt phẳng khác ha, để mình xác định coi là nó có vỏ bao giả hay không. Bởi vì đây là một cái đặc tính rất là quan trọng để phân biệt leiomyoma với lại adenoma, tức là phân biệt giữa nhân sơ tử cung với lại u cơ tuyến. Thì cái hình này để cho mình thấy là cái vai trò của cộng hưởng từ trong cái chuyện mà chúng ta xác định tổn thương, coi nó nằm ở đâu. Ví dụ ở đây là mình thấy là cái buồng nội mạc nè, ha, đối với cái cục này nè, nó có cái khoảng cách với buồng nội mạc,
nó có cái khoảng cách với lại thanh mạc. Vậy thì đây là figure 4 nè. Ở đây còn 4 không? Chúng ta thấy là nó tiếp xúc với thanh mạc và nó có đẩy lồi thanh mạc. Thì cái này là đã là dưới thanh mạc rồi. Thì nó là 5 hay 6 thì mình phải coi lại thêm, coi là nó lồi ra ngoài trên 50 hay dưới 50% để mà chúng ta phân định là 5 hay 6. Còn đối với cục này thì mình thấy là nó chắc chắn là nó nhô ra ngoài trên 50% rồi. Thì đây là một cục figure 6 ha. Ở đây là để diễn tả cho chúng ta, bây giờ chúng ta thấy là chúng ta nên cắt đúng theo cái trục của cái thân tử cung, tức là đang cắt theo cái trục của buồng nội mạc nè, màu trắng trắng nè, để mà chúng ta nhận định những cái cục, ví dụ cục này figure 3 nè ha. Cái cục này thì mình cần phải coi lại là coi là nó là figure 3 hay figure 2 ha. Rồi, ở đây là mình có tử cung nè ha, khối u nè, và ở chính giữa nó mình thấy là có một cái dạng tín hiệu khá là đặc biệt mà chúng ta gọi là low void hay là dòng trống, thì nó nằm và nó bắt cầu giữa cục u với lại tử cung. Thì cái dấu hiệu này gọi là dấu hiệu cầu mạch máu. Thì khi mà chúng ta thấy cái dấu hiệu này thì chúng ta gọi cái cục này là nhân sơ tử cung figure 7. Hồi xưa chúng ta hay gọi là nhân sơ tử cung có cuốn, nhưng mà bây giờ phân loại theo figure thì mình sẽ đọc là figure 7. Ở đây tương tự như vậy. Ở đây là tử cung nè ha. Tử cung rất là nhỏ. Sao biết đây là tử cung? Bởi vì mình thấy được cái buồng nội mạc nè. Buồng nội mạc, và đây là phân biệt của các lớp cơ nè. Thì cái cục to bên này đó là cái tổn thương nè. Cái tổn thương. Và chúng ta thấy là nó có cái cầu mạch máu nằm ở chính giữa tử cung và tổn thương. Thì đây là cục nhân sơ figure 7. Ở đây mình thấy là có một cái tổn thương ha, có một cái tổn thương nó nhô vào lòng tử cung và nó đi xuống tới, nó nằm ở trong kênh cổ tử cung luôn. Cổ tử cung mình chỉ thấy nó khép kín ở một cái phần dưới thôi. Còn ở đây là cái lỗ trong nó ngang cái mức này nè ha. Cái lỗ trong nó ngang mức này thì nó đã thò được 2/3 trên của cái cổ tử cung rồi. Vậy thì đây là tổn thương của nội mạc tử cung hay là tổn thương của cơ tử cung? Cơ tử cung ở đây là một cái figure 0 ha. Còn nội mạc tử cung thì có thể là một cái polyp. Vậy thì chúng ta phải coi cái điểm xuất phát của nó là như thế nào. Mình thấy là nội mạc tử cung nè, đi tới đây chấm dứt ha. Bắt đầu nó đi xuống nè, nó bao quanh tổn thương nè, bao quanh tổn thương ha, đi tới đây rồi chấm dứt. Giống như cái hình hồi nãy tôi nói với các bạn là cái tổn thương đó nó sẽ được bao bọc bởi nội mạc tử cung trừ cái cuốn, tức là cái vị trí của nó xuất phát nhô vào lòng tử cung. Ở những hình này thì cũng tương tự thôi, để biểu diễn cho chúng ta thấy là nội mạc tử cung đi tới cái cuốn rồi nó chấm dứt và nó đi xuống, nó bao cái tổn thương ha. Ở đây là biểu diễn cái hình sao chích. Biểu diễn cái hình sao chích để mình thấy là nội mạc tử cung bình thường á, là nó sẽ bắt thuốc mạnh hơn so với cơ tử cung nè. Đây là buồng nội mạc nè. Đây là nội mạc đi tới đây. Tới cái chỗ tổn thương là bắt đầu đi xuống. Và nó bao bọc ở cái bề mặt của tổn thương. Vậy thì chúng ta chỉ xét về mặt vị trí thì mình đã đọc được đây là một cái nhân sơ tử cung figure 0. Và kế nữa là chúng ta sẽ phải quan tâm gì? Là mình thấy là cái tổn thương này tín hiệu nó không có điển hình. Vậy thì nó sẽ thuộc dạng nào? Nó thuộc dạng nào? Trường đã tính sao? Là dạng thoái hóa hay là mình có nghĩ gì tới một cái tổn thương ác tính như là leiomyosarcoma hay không? Thì chuyện đã tính sao, chúng ta ở cái bước này là chúng ta đánh giá sự tương quan của nội mạc với lại tổn thương để chúng ta đánh giá coi nó xuất phát từ đâu thôi. Và theo cái bước mà mình phân tích thì mình biết là nó xuất phát từ cơ tử cung và nhô vào lòng tử cung. Thì ở đây là figure 0 ha. Hình này cũng vậy, để cho thấy rõ cái lát này, để cho thấy rõ là đây là tổn thương nè. Thì cái lớp mà bao quanh bề mặt của nó đó là nội mạc. Vậy thì nó nằm dưới nội mạc. Nó nằm dưới nội mạc. Trong khi nếu mà nó là polyp thì nó sẽ nằm trên bề mặt của nội mạc chứ không phải là dưới nội mạc.
Đây là một cái trường hợp cái nhân sơ này nó nằm ở thành sau cổ tử cung. Thì nếu mà xếp theo figo thì nó sẽ là figo 8. Ở đây là trường hợp một cái diffuse leiomyomatosis ha, đó là cái tình trạng nhân sơ lan tỏa. Chúng ta thấy là nó có rất là nhiều tổn thương kích thước to nhỏ không đều và có khuynh hướng dính lại với nhau ha, có khuynh hướng dính lại với nhau, và hầu như là mình sẽ rất ít, mình thấy được rất là ít cơ tử cung có tín hiệu bình thường còn lại. Có những cái subtype khác của leiomyoma mà chúng ta cũng cần phải lưu ý, đó là cellular leiomyoma ha, hoặc là một cái liboleiomyoma, đó là u cơ mở của tử cung. Thì cái mà nhân sơ mà vào tế bào này á, thì nó là một cái loại khá là đặc biệt, bởi vì á, là mình sẽ nhìn thấy nó có biểu hiện giới hạn khuếch tán trên diffusion. Mà khi mà có giới hạn khuếch tán thì mình rất là dễ nhầm là nó có phải là tổn thương ác tính hay không. Còn cái u cơ mở của tử cung á, sau này á, thì khi mà có cái thoái hóa mở, người ta có trình bày cái nhân sơ tử cung nó có biểu hiện thoái hóa mở, thì cái danh từ này ít sử dụng đi. Tại vì khi mà chúng ta xác định đây là cái nhân sơ tử cung và sau đó chúng ta tìm thấy có mỡ bên trong thì chúng ta đọc nhân sơ thoái hóa mỡ, chứ ít khi nào chúng ta quay ngược lại chúng ta đọc u cơ mỡ tử cung nữa. Còn những cái loại thoái hóa khác á, cái thứ nhất đó là thoái hóa hyalin, cái thứ hai là thoái hóa nang, cái này thì từ từ tôi sẽ nói tiếp. Trước hết là thoái hóa hyalin á, thì mình biết đây là cái dạng là thoái hóa thường gặp nhất, thoái hóa thường gặp nhất của nhân sơ tử cung. Và cái chuyện mà chúng ta sẽ thấy nó tích tụ những cái tích tụ hyalin như thế nào vân 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 vân, trong cái bài, giống như trong bài mà nhóm trước vừa trình, thì tất cả những cái đó chúng ta chỉ có thể thấy được bằng giải phẫu bệnh thôi. Còn về mặt hình ảnh để mình đoán được có thoái hóa hyalin là mình sẽ dựa vào cái gì? Trên siêu âm thì rất là khó ha. Còn trên cộng hưởng từ thì chúng ta thấy nếu như mà không tiêm thuốc thì một cái cục nhân sơ mà có thoái hóa hyalin thì chúng ta sẽ thấy nó có tín hiệu thấp trên T2. Nó có tín hiệu thấp trên T2. Vậy thì một cái nhân sơ mà không có thoái hóa, cái nhân sơ mà không có thoái hóa nó cũng có tín hiệu thấp trên T2. Vậy thì chúng ta có nhận ra là nó có thoái hóa hyalin hay là không thoái hóa không các bạn? Nếu mà chúng ta không tiêm thuốc là chúng ta không có nhận ra. Cho nên thật sự mà khi mà mình nhìn thấy một cái cục nhân sơ mà tín hiệu thấp trên T2, thấp đồng nhất trên T2, cái là mình bảo ồ, nhân sơ, mình kết luận là nhân sơ tử cung không thoái hóa, coi chừng chúng ta kết luận sai. Thật ra nó có thoái hóa hyalin mà tại vì chúng ta không nhận ra. Bởi vì thoái hóa hyalin điển hình thì nó cũng cho tín hiệu thấp trên T2, cái cục nhân sơ cũng thấp trên T2, cho nên là chúng ta không nhận ra được là nó có thoái hóa hyalin. Mà nên nhớ thoái hóa hyalin rất thường gặp ha, chiếm 60% trường hợp, cho nên chúng ta phải cẩn thận trong những cái trường hợp đó. Còn nếu mà mình có tiêm thuốc á, thì mình sẽ nhận ra là nó có thoái hóa hyalin bởi vì cái vùng đó, đó nó bắt thuốc kém hơn so với cái mô u kế cận. Ở một số trường hợp khác á, thì cái thoái hóa hyalin nó không chỉ biểu hiện bằng cái tín hiệu thấp trên T2 mà đôi khi nó sẽ biểu hiện bằng những cái ổ hay là những cái dải nhỏ tín hiệu cao trên T2 phân bố cách rải rác trong toàn bộ cái u. Nhưng mà nó tín hiệu cao trên T2 như vậy á, thì chúng ta sẽ rất là khó để phân biệt đây là thoái hóa hyalin hay là thoái hóa nang hay là thoái hóa nhầy mặc dù là nó cũng có những cái đặc tính để chúng ta nhận ra, nhưng mà chỉ những cái ổ mà chúng ta thấy nó tăng tín hiệu rải rác trên T2, chúng ta không chích
chúng ta nhào vô chúng ta nói có thoái hóa nang, coi chừng sai luôn. Bởi vì thoái hóa hyalin đôi khi nó cũng có tín hiệu cao trên T2, thoái hóa nhầy cũng tín hiệu cao trên T2 và thoái hóa nang cũng có tín hiệu cao trên T2. Cho nên là cần kết hợp thêm những cái thông tin trên các chuỗi xung khác, chứ không phải là chúng ta chỉ nhìn mỗi cái T2 là chúng ta biết nó là thoái hóa dạng gì. Vậy thì đối với hyalin, khi mà nó biểu hiện là những cái ổ, những cái dải tín hiệu cao trên T2 đó, vậy thì nó có cái điểm nào khác với thoái hóa nang? Là nó vẫn bắt thuốc ha các bạn. Các bạn thấy là tôi roi ở cái điểm mà vẫn có tín hiệu cao nè. Có tín hiệu cao nè. Và chúng ta thấy là nó vẫn bắt thuốc tăng dần. Trong khi nếu nó là thoái hóa nang á, thì nó không bắt thuốc. Cái thoái hóa nhầy á, thì những cái vùng mà nó không có chứa nhầy, nó sẽ bắt thuốc mạnh. Còn những cái vùng mà nó chứa nhầy nó cũng không bắt thuốc luôn. Trong khi nhắc lại ha, thoái hóa hyalin là mặc dù nó có biểu hiện là tín hiệu cao trên T2, nó giống dịch vậy đó, nhưng mà nó vẫn bắt thuốc. Ở vị trí khác là mình thấy nè, ở vị trí này rõ hơn là nó tín hiệu cũng cao trên T2, rất là giống tín hiệu dịch nha. Nhưng mà khi mà chúng ta đo nó trên những cái hình sao chích thì chúng ta thấy nó vẫn có bắt thuốc chứ không phải là không bắt thuốc. Như vậy là nó là thoái hóa hyalin chứ nó không phải là thoái hóa nang. Rồi, đi song hành với thoái hóa hyalin thường nó sẽ có cái dạng đó là đóng vôi. Bởi vì đóng vôi thì thường nó là biểu hiện của thoái hóa hyalin mà kéo dài. Vậy thì vôi mình sẽ thấy như thế nào? Mình sẽ thấy nó có tín hiệu thấp hơn cái U luôn, trên T2. Nhưng mà trở lại chúng ta nhìn lại dùm trên T1, chúng ta cũng thấy nó có tín hiệu thấp trên T1. Trong khi cái mô U á, thì là nó đồng tín hiệu với cơ trên T1 á. Còn vôi á, thì nó có tín hiệu thấp trên T1, thấp trên T2 và không bắt thuốc tương phản. Và nên nhớ là cái đóng vôi nó rất là thường đi kèm với thoái hóa hyalin. Bởi vì người ta cho là nó là cái dạng mà thoái hóa hyalin mà kéo dài ha. Đây, ở cái ca này á, thì trên CT không cần tiêm thuốc cũng nhận diện được là hình như có nhân sơ tử cung. Là bởi vì chúng ta thấy là nó có những cái ổ đóng vôi rất là nhiều. Vậy thì cái vôi đó biểu hiện trên cộng hưởng từ bằng gì? Chúng ta nhìn lại trên T1 ha. Đó là những cũng tương ứng những cái ổ vôi chúng ta thấy trên CT, đó là những cái ổ tín hiệu thấp trên T1 nè. Trên T2 có thể nhìn không rõ, bằng ha. Bởi vậy cho nên nó thật sự thì khi mà thường mà đọc nhân sơ các bạn, tôi không biết các bạn sao, cái thói quen của tôi thì thường ít khi nào tôi nhìn T1 á. Tại vì khi đọc cộng hưởng từ thực chất thì T1 nó đưa cái thông tin nó không có nhiều. Cho nên là cái thói quen là cứ nhìn vào T2 là nhiều nhất. Và đôi khi mình không có nhìn qua T1, cho nên mình bỏ sót những cái tổn thương mà nó biểu hiện triệu chứng rất là rõ ràng trên T1. Đặc biệt ở đây đó là những cái ổ vôi ha, những cái ổ vôi mà trước nay rất là xem nhẹ, không có xem T1. Sau này tôi xem lại T1 thì tôi mới thấy là rõ ràng là cho dù không tiêm thuốc đi thì với T1 tôi cũng có thể biết được cục này nó thoái hóa vôi, chứ không cần phải là đem đi siêu âm coi nó có phản âm dày hay không, hay là phải coi lại CT coi nó có phải là có những cái ổ đóng vôi hay không. Thì ở trường hợp này thì chúng ta thấy là cái tổn thương nó không có to lắm ha, nhưng mà nó vẫn có cái vỏ bao xung quanh. Rồi mình thấy cái viền tín hiệu cao trên T2 nè ha, ở đây cũng thấy cái viền tín hiệu cao trên T2. Còn những cái dải mà đen đen nè, đen hơn, đây là mô U nè, cái vỏ bao nè ha, nó có những cái dải đen hơn ha. Cái này về mà khi mà có bài thì mình cứ nhìn coi cái này để mình phát hiện là đây là những cái chỗ mà đóng vôi. Thoái hóa nang thì kêu là nang thì đương nhiên là chúng ta cũng tưởng tượng được nó là cái gì ha. Thì tín hiệu của nó sẽ chứa dịch, thì dịch nó sẽ có tín hiệu thấp trên T1 và cao mạnh trên T2 và
không có bắt thuốc, không có bắt thuốc. Tại sao phải nhấn mạnh cái chỗ đó? Vì hồi nãy tôi đã kể cho các bạn nghe là có những cái thoái hóa nó vẫn có thể cho tín hiệu cao trên T2 ha. Nếu mà mình không quan tâm tới cái hình sau chích thì đôi khi mình đọc nhầm. Thì đây là một cái ca, chúng ta thấy là nó có một cái tổn thương dạng nang rất là lớn, tổn thương dạng nang rất là lớn ở trong thành trước của tử cung. Thì cái này là nó tiếp xúc với bờ thanh mạc của tử cung, nó tiếp xúc với bờ thanh mạc của tử cung, cho nên là nó sẽ là nhân sơ dưới thanh mạc, nhưng mà nó là loại 5 hay là loại 6, hay là loại 6, thì cái chuyện đó thì cũng hơi khó khăn. Nhưng mà đối với cái ca này thì mình sẽ ưu tiên xếp loại 5 chứ không phải là loại 6, bởi vì mình thấy là cái cơ tử cung bình thường nó đã, mình vẫn thấy là nó bò lên được tới đây nè, nó bò lên được tới đây, cái cơ tử cung bình thường nó đi lên được tới đây. Thì ở đây cái tổn thương nó chỉ mới tiếp xúc với thanh mạc và nó chỉ hơi nhô ra thôi, chứ nó không có lòi ra khỏi cái bề mặt của tử cung hơn 50% tổn thương được. Có lẽ cái tổn thương này ngay lúc đầu nó là figure 4. Đó là figure 4, rồi từ từ nó phát triển về cái hướng này nhiều hơn. Phát triển về hướng này nhiều hơn cho nên nó mới đụng được cái thanh mạc. Cho nên là nếu mà đối với cái ca này mà mình đọc figure 6 thì không có hợp lý. Bởi vì cơ tử cung bình thường là chúng ta đã thấy nó lên tới đây rồi. Cơ tử cung bình thường tới lên tới đây mà mình đọc figure 6 thì không có hợp lý. Nhiều lắm nó chỉ là figure 5 thôi. Thì tổn thương này có tín hiệu thấp trên T1 nè, cao trên T2 và nó không có bắt thuốc tương phản. Đây là một cái nhân sơ tử cung mà nó thoái hóa nang. Ở cái trường hợp này là chúng ta thấy là có thể thoái hóa hoàn toàn. Toàn bộ cái cục u nó đều hóa dịch hết. Toàn bộ cục u nó đều hóa dịch hết. Thì lúc nãy á, hình như trong cái bài của trong bài adenomyosis có một cái biến thể mà cực kỳ hiếm của adenomyosis, đó là nang cơ tuyến. Thì các bạn sẽ hỏi là cái nang này chúng ta có nghĩ tới cái nang cơ tuyến hay không, hay là chúng ta nghĩ tới cái nhân sơ tử cung thoái hóa nang. Thì ở trường hợp này nếu mà để lựa chọn chẩn đoán á, thì mình sẽ phải lựa chọn là nhân sơ tử cung thoái hóa nang, chứ mình không đọc nang cơ tuyến đầu tiên. Bởi vì sao? Bởi vì cái thứ nhất, về mặt tần suất thì nang cơ tuyến là một cái biểu hiện rất là hiếm. Cái thứ hai nữa, nếu là nang cơ tuyến điển hình thì trên T1 nó sẽ phải tín hiệu cao. Kế nữa là tín hiệu cao trên T1 xóa mở, và có thể là tín hiệu cao trên T2, tức là T1 nó phải cao cái đã. Còn bây giờ á, tần suất nó đã hiếm, còn mà tín hiệu cũng không có gợi ý tới nó, cho nên tự nhiên đối với cái cục này các bạn nhào lên các bạn đọc là nang cơ tuyến trước thì cái khả năng sai của mình sẽ rất là nhiều. Còn tại sao đọc nhân sơ tử cung? Thứ nhất, về mặt tần suất, chúng ta thấy là nhân sơ tử cung chắc chắn là nó thường gặp hơn nang cơ tuyến rồi. Cái thứ hai nữa, mình thấy là toàn bộ nó chứa dịch. Nhân sơ tử cung có khi nào có cái biểu hiện chứa dịch hay không? Có, trong trường hợp nó thoái hóa nang. Cho nên là chúng ta sẽ ưu tiên chẩn đoán đây là một cái leiomyoma thoái hóa nang. Chứ mình sẽ không có lựa chọn, mình không đặt vấn đề cái nang cơ tuyến ở đây. Cái ca này là nó còn có lạc tuyến trong cơ kèm theo. Ở đây là tôi đo cái bề dày của lớp cơ trong ở thành sau là nó được 19 mm, đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán. Ở đây những cái hình để cho thấy là cái dịch này chỉ là dịch thôi, giống như dịch không biến chứng, thấp T1, cao T2 và không giới hạn khuếch tán luôn. Một cái loại thoái hóa kế tiếp đó là xuất huyết, hay là gọi là thoái hóa đỏ. Thì hậu quả, đây là cái hậu quả của cái chuyện mà tắc nghẽn cấp tính cái nguồn máu nuôi tổn thương, thì nó gây nhồi máu khối u. Thì cái thoái hóa xuất huyết hay là thoái hóa đỏ này á, nó thường gặp trong thai kỳ, là cái nguyên nhân rất là thường gặp trong thai kỳ, là cái nguyên nhân mà những cái người mà có thai mà có nhân sơ tử cung, người ta hay bị đau bụng á, thì vô khám bị đau bụng cấp mà mình tìm
không thấy nguyên nhân nào khác, ví dụ rủi cái cục này mà nằm ngay hố chậu phải thì sẽ phải nghi ruột thừa ha. Mà chụp hình lên chúng ta chẳng thấy ruột thừa mà chúng ta thấy cái cục nhân sơ xuất huyết này thì nó cũng đủ giải thích cho cái triệu chứng của bệnh nhân. Còn nếu không có thai á, thì mình sẽ có thể gặp ở những cái bệnh nhân mà nó dùng thuốc ngừa thai ha, dùng thuốc ngừa thai. Đây là hai cái đối tượng mà chúng ta thường thấy có cái biểu hiện mà thoái hóa đỏ này. Còn nếu mà không nằm trong hai cái nhóm này mà tự nhiên có một cái khối u mà chúng ta thấy có biểu hiện xuất huyết á, thì mình phải coi lại ha. Không phải chỉ mình đọc khơi khơi là có thoái hóa đỏ không, mà coi chừng là nó có chuyện khác á. Ví dụ như là nó có tắc nghẽn cái nguồn máu nuôi. Thì đối với những cái cục u mà dưới thanh mạc, những cái cục u mà có cuốn thì nó sẽ có biến chứng xoắn. Xoắn thì nó sẽ tắc nghẽn cái nguồn máu nuôi ha. Nó cũng sẽ có cái biểu hiện cái khối u này nó cũng bị xuất huyết nhồi máu. Thì lúc đó mình không đọc thoái hóa đỏ không được. Tại vì mình đọc thoái hóa đỏ không thì có thể bệnh nhân không cần điều trị gì hết. Còn nếu mà nó xoắn là cần phải điều trị Còn hoặc là cái biểu hiện của cái xuất huyết này nó không phải là toàn bộ khối u mà nó nằm cái phân bố rải rác, thì nó cũng là một trong những cái dấu hiệu của leiomyosarcoma ha. Lúc đó chúng ta còn phải phân tích thêm những cái chỗ khác để coi là đây là một cái cục u ác tính hay là lành tính. Cho nên là hai, mình phải nhớ kỹ là khi mà mình đọc thoái hóa đỏ, mình phải coi lại thông tin lâm sàng ha, mình phải coi lại bệnh nhân của mình, coi cái đối tượng này có thể nào mà chúng ta gặp cái dạng thoái hóa này không. Còn nếu mà không nằm ở những cái dạng mà như là thai kỳ hay là chúng ta hỏi là bệnh nhân hoàn toàn không có dùng thuốc ngừa thai, thì mình phải suy xét ở những cái khuynh hướng, những cái khía cạnh khác để mình chẩn đoán coi nó nằm trong bệnh cảnh cấp cứu hay là nằm trong những cái cục u mà gợi ý ác tính. Ví dụ đây là một cái ca song thai thì ca này cũng nhập viện vì đau bụng cấp, thì chúng ta thấy cái cục u này nó có biểu hiện xuất huyết, tín hiệu cao trên T1 phát sát ha. Ở đây thì cái T1 á, ở đây cái T1 nó gợi ý nhiều hơn cái T2, tại vì á, bình thường cái cục u nó đã tín hiệu thấp trên T2 rồi mà chúng ta nhìn cái hình này chúng ta không có gợi ý được gì hết trơn. Nhưng mà khi mà nhìn qua T1 thì mình biết là bệnh nhân này đau bụng là do cái cục u này nó xuất huyết thoái hóa đỏ ha, một cái nhân sơ dưới thanh mạc phigo 5. Cái ca này là bệnh nhân sau sinh và bệnh nhân này cũng có rất là nhiều cái leiomyoma. Chúng ta thấy toàn bộ những cái cục u mà tôi để trên hình này thì nó đều có thoái hóa đỏ hết. Một cục nè ha, trong cơ ha, hai cục trong cơ, cục này thì chắc nó nằm rời, nhưng mà nó nằm như thế nào so với tử cung thì không biết, tại vì không có biểu hiện ở trên đây cái sự tương quan của nó như thế nào đối với tử cung. Thì chúng ta thấy là chúng ta đọc thoái hóa đỏ bởi vì nó có tín hiệu cao trên T1 phát sát ha, và có tín hiệu thấp không đồng nhất trên T2. Và nó không có bắt thuốc tương phản là gì đâu mày. Nó không có bắt thuốc tương phản. Cái hình mà sau chích này các bạn sẽ thấy nó lạ lạ, đúng không? Thì đây là cái hình xóa nền ha. Lạ là ở chỗ nào? Lạ là ở chỗ mà chúng ta thấy rõ ràng là bình thường cái khối u, cái tổn thương mà chúng ta đang quan tâm nè, trên cái hình trước chích nó màu trắng, tại sao bây giờ đưa cái hình sau chích thì nó lại màu đen? Thì khi mà nếu mà chúng ta không xóa nền á, mà để tôi nói cái cục này nó không bắt thuốc á, thì rất là khó để thuyết minh cho mọi người là nó không bắt thuốc, bởi vì á, là nó đã cao sẵn trên hình trước chích rồi, thì bây giờ có cái gì đó mà nó, ví dụ mấy cái dải mà đen đen lên như thế này nè, thì các bạn sẽ hỏi là nó có bắt thuốc hay không. Thì nếu mà nó có bắt thuốc đi nữa thì cái màu nó sẽ trắng lên, thì nó lẫn vô những cái dịch máu có sẵn ở cái hình trước chích thì chúng ta rất là khó nhìn. Cho nên là thường đối với những cái tổn thương á, mà nó đã có tín hiệu cao sẵn trên cái hình trước chích thì chúng ta xem trên những cái hình xóa nền sau chích
thì sẽ rõ ràng hơn là nó có bắt thuốc hay không có bắt thuốc. Một cái, đây là một cái ca mà nhân sơ tử cung có cuốn và nó xoắn ha, nó xoắn. Và chúng ta thấy là trên T2 coi như là mình chẳng có thêm thông tin gì hết, tại vì nó cũng giống như cái khối u bình thường, tín hiệu thấp thôi. Trên T1 thì mình sẽ thấy nó có tín hiệu cao lên nè, có tín hiệu cao lên, biểu hiện của xuất huyết và nó không có bắt thuốc. Ở đây là cái hình ảnh của cuốn xoắn. Nhưng mà không phải lúc nào các bạn cũng có thể thấy được cái cuốn xoắn rất là đẹp đẽ như thế này đối với những cái nhân sơ có cuốn ha. Tại vì cái cuốn xoắn mà để chúng ta dễ nhìn hay không thì phải coi cái thành phần nó chứa cái gì ha. Nó to thì chúng ta sẽ thấy nó đẹp, còn nếu mà nó nhỏ rất là khó thấy. Ví dụ như cái trường hợp này đi, chúng ta thấy là có một cái cục nhân sơ nè ha, có một cái cục nhân sơ. Ở đây là cái tử cung, cái cục này khá là lớn ha. Ở đây là buồng trứng bên phải nè, buồng trứng bên trái nè, ha, buồng trứng bên phải, buồng trứng bên trái. Vậy thì chúng ta thấy là có cái sự liên hệ giữa cái cục u này và cái tử cung ở cái chỗ này, ở một cái dạ là cái dải gì đó. Chúng ta nhìn cũng không có gợi ý thêm được đây là cái dải này là cái dải gì hết ha. Nếu mà vội vàng mà chúng ta lật hình coi chừng mình cũng chẳng thấy cái này. Mình nói đây chắc là cái cục nhân sơ nhỏ nhỏ, đây là cái cục nhân sơ figo 6, còn cục bự này chắc là figo 8, tại nó nằm rời ra khỏi tử cung, nó chẳng có liên hệ gì cả. À, nhưng mà nhìn tiếp á, thì chúng ta sẽ thấy là nó có tín hiệu hơi cao trên T1, hơi cao trên T1 và nó không bắt thuốc tương phản. Nó không bắt thuốc tương phản. Đó là một cái điểm lạ. Tại vì nhân sơ tử cung á, cho dù á, là nó bắt thuốc kém ở một cái mức độ nào đó thì đối với một cái tổn thương lớn như vậy á, chúng ta khó mà có thể có được cái hình ảnh sau chích mà nó đồng nhất như thế này ha, bắt kém đồng nhất như thế này. Đó là một cái chuyện lạ. Cái chuyện lạ thứ hai nữa là chúng ta thấy là ở cái chỗ mà bao quanh của cái cục u nè, nó lại bắt thuốc mạnh ha, nó lại bắt thuốc mạnh. Không lẽ cái vỏ bao của cái tổn thương này nó còn bắt thuốc mạnh, đó cũng là một cái chuyện lạ. Rồi xung quanh này chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy có biểu hiện thâm nhiễm mỡ ha, có biểu hiện thâm nhiễm mỡ, tức là nó có biểu hiện viêm quanh tổn thương á, nó có biểu hiện viêm quanh tổn thương ha, trên T2 nè, ở những cái chỗ thâm nhiễm mỡ nè. Thì vì những cái điểm mà khó, những cái điểm khó hiểu như vậy, đặc biệt là đối với cái hình sao chích này, thì mình phải nghĩ tới một cái nguyên nhân nào đó nó dẫn tới cái chuyện á, là dẫn tới cái chuyện là cái khối u này nó bị nhồi máu ha, trong khi bệnh nhân này không có thai, không có uống thuốc ngừa thai ha. Bệnh nhân chỉ là đau bụng âm ỉ và đi khám thôi ha, không thuộc hai cái đối tượng thường gặp của thoái hóa đỏ. Chúng ta không có đọc chung cái ca này là thoái hóa đỏ được. Và nhìn tới nhìn lui thì mình chỉ thấy là cái hình này, cái vị trí này nó có thể là một cái cuốn xoắn. Nó là cái cuốn của cái nhân sơ có cuốn trước giờ đó, nhưng mà bây giờ mình thấy là nó có sự xoắn vặn. Ha, có sự xoắn vặn ở trên hình Sato và trên hình Axio ha. Và cái này cuối cùng là nghĩ nó là một cái nhân sơ tử cung có cuốn và nó xoắn. Thì phẫu thuật ra thì nó phù hợp, cái cuốn xoắn nó cũng nhỏ như vậy, và cái cục này lúc mà mổ ra thì nó đã hoại tử tím rồi, cũng phù hợp với cái chuyện mà chúng ta thấy là nó hoàn toàn không bắt thuốc, kèm với nó có phản ứng viêm xung quanh. Rồi một cái thoái hóa khác đó là thoái hóa mỡ ha, thoái hóa mỡ. Vậy thì mỡ trên cộng hưởng từ chúng ta có thể thấy trên T1 đó là những cái dải tín hiệu cao trên T1 và thấp tương ứng trên T1 xóa mỡ. Còn nếu nó là CT thì chúng ta sẽ thấy là nó biểu hiện của đậm độ mỡ, tức là chúng ta sẽ đo để coi cái chỉ số HU đó có gợi ý tới mỡ hay không. Còn nếu nó là siêu âm
thì các bạn sẽ thấy là cũng là cái cột nằm trong cơ, nhưng mà thay vì bình thường điển hình á, cái nhân đó nó sẽ phải có phản âm kém, còn bây giờ mình sẽ thấy là những cái cột phản âm dày ha, những cột phản âm dày. Nhắc lại ha, đối với em ra thì mình sẽ thấy nó là những cái vùng tín hiệu cao trên T1 và thấp trên T1 xóa mở. CT là mình sẽ đo đậm độ ha, coi là có nghĩ tới đậm độ mở hay không. Còn siêu âm thì mình sẽ thấy nó là có phản âm dày. Thoái hóa nhầy thì thoái hóa nhầy á, nó là một cái dạng thoái hóa rất là khó, bởi vì á, mình sẽ thấy là nó do nó tích tụ nhầy trong các tế bào, vậy thì nó làm biến đổi cái tín hiệu của cái nhân sơ trên T1 lẫn T2 luôn. T1 chúng ta nhìn không rõ, nhưng mà trên T2 á, về mặt điển hình cái nhân sơ á, nó không còn tín hiệu điển hình, tín hiệu thấp nữa, mà chúng ta thấy là nó có những cái vị trí nó tăng tín hiệu lên ha, tăng tín hiệu lên, có chỗ thì tín hiệu cao như dịch, có chỗ thì màu xám xám. Và đặc biệt khi mà cái tín hiệu T2 mà nó cao lên, mà cái dạng ở trung gian như thế này, nó không quá cao cỡ dày ha, mà nó ở trung gian như vậy, thì nó cũng là một cái đặc điểm để mà chúng ta sợ nó là ung thư, chúng ta sợ nó là sạc cơm ha. Và rồi sau chích nó lại bắt thuốc mạnh nữa ha. Chúng ta thấy nó giống như là nếu các bạn làm siêu âm thì các bạn sẽ bảo ồ tăng sinh mạch máu nhiều á, thì chúng ta lại thấy là T2 cao nè ha, T2 cao trung bình nè, hoặc là cao nhẹ, rồi bắt thuốc mạnh thì chúng ta lại sẽ nhầm lẫn với sạc cơm. Thì đối với thoái hóa nhầy thì tóm lại ha, là bởi vì nó có tích tụ chất nhầy trong các sợi cơ trơn, cho nên á, về mặt T2 nó sẽ tăng tín hiệu hơn so với bình thường. Rồi sau chích thì nó sẽ bắt thuốc mạnh, ngoại trừ những cái ổ dịch nhầy thì nó không bắt thuốc. Và đây là cái dạng thoái hóa rất là dễ nhận định nhầm nó với sạc cơm. Thì cái đặc tính mà giúp chúng ta phân biệt là thoái hóa nhầy hay là sạc cơm là chúng ta sẽ phải coi diffusion và ADC. Chúng ta phải đo đạt hệ số khuếch tán, coi là nó có giới hạn khuếch tán hay không. Thì đối với thoái hóa nhầy, nó không có giới hạn khuếch tán. Trong khi sạc cơm thì thường có giới hạn khuếch tán. Còn các chỉ số như thế nào thì trong cái bài mà các tổn thương ác tính thì mình sẽ nhắc lại một lần nữa. Đây ha, thì chúng ta thấy nè, một cái cục u này chúng ta thấy hoàn toàn là gần như nó không còn tín hiệu thấp trên T2 như là bình thường nữa, và chúng ta thấy là có những cái vùng tín hiệu cao trên T2, mà cái mức độ cao của những cái vùng này nó cũng không có bằng nhau, chỗ thì cao nhiều, chỗ thì cao ít ha, bởi vì trong đây là có những cái vùng hoặc là thoái hóa nhầy hoặc là thoái hóa nang nó không bắt thuốc, tức là những ổ nhầy hay ổ nang nó không bắt thuốc, mình không biết được là cái chỗ này là nhầy hay nang, cái chuyện đó chỉ giải phẫu bệnh mới biết thôi ha, còn những cái chỗ khác thì nó lại bắt thuốc mạnh. Cái nhân sơ vào tế bào á, thì cái nhân sơ vào tế bào á, nó cũng tăng tín hiệu trên T2, nó cũng tăng tín hiệu trên T2, nó cũng có thể có biểu hiện giới hạn khuếch tán ha, nó cũng có biểu hiện giới hạn khuếch tán. Thì cái đặc điểm dùng để phân biệt nó với lại sạc cơm á, đó là cái đặc tính bắt thuốc của nó. Nó bắt thuốc mạnh nhưng mà nó bắt rất là đồng nhất. Trong khi nếu là sạc cơm á, thì thường bởi vì do nó có xuất huyết hoại tử bên trong, cho nên là mình thấy nó sẽ là bắt thuốc không đồng nhất ha. Đối với mít soi á, tức là thoái hóa nhầy, chúng ta quan tâm tới diffusion để phân biệt với sạc cơm. Đối với nhân sơ mà vào tế bào á, chúng ta dùng cái hình sau chích để phân biệt nó với lại sạc cơm. Hai cái đặc tính đó mà các bạn nhớ kỹ ha. Còn những cái hiếm gặp hơn như là những cái u liệt kê như thế này á, thì thật sự là chúng ta không đọc nổi, trên hình ảnh chúng ta không đọc nổi là nó nằm ở dạng nào, và ngay cả giải phẫu bệnh nó cũng rất là khó khăn khi mà đọc nó, cho nên là khi mà nó có biểu hiện mà không điển hình là lành tính là chúng ta nghi ngờ nó là sạc cơm. Chúng ta đọc phim chúng ta nghi ngờ nó là sạc cơm,
và chỉ có giải phẫu bệnh mới trả lời được cho chúng ta là nó là cái dạng leoma lành tính, nhưng bởi vì nó không điển hình hay là cái dạng stem này hay là nó là sạc cơm thật sự. Mà ngay cả giải phẫu bệnh mà để đọc sạc cơm cũng rất là khó khăn, không phải là ai cũng đọc được. Không phải ai cũng đọc được. Có nhiều trường hợp bệnh nhân mổ vì nhân sơ tử cung, cầm kết quả giải phẫu bệnh, đọc nhân sơ tử cung lành. Rồi ha, 6 tháng sau đi kiểm tra lại là cái u nó đã tái phát và cho di căn. Ha, lúc đó thì chỉ có nó là sạc cơm chứ làm gì là nhân sơ tử cung nữa. Nói như vậy để chúng ta biết là cái chuyện mà khó khăn khi mà người ta chẩn đoán sạc cơm của tử cung, ngay cả bằng giải phẫu bệnh có khi đọc không ra. Rồi tóm lại thì đối với các dấu hiệu của nhân sơ tử cung trên cộng hưởng từ thì chúng ta sẽ học dùm. Cái thứ nhất đó là điển hình nó như thế nào. Điển hình nó sẽ là đồng tín hiệu trên T1 và tín hiệu thấp trên T2. Bắt thuốc thật ra là không có đồng nhất đâu ha. Bởi vì là nó bắt thuốc kém, thường nó bắt thuốc kém, nhưng có khi có những cái chỗ nó bắt nhiều hơn cái chỗ kế bên chút xíu. Nhưng mà nói chung nếu nó không thoái hóa thì mình sẽ thấy là nó bắt kém đồng nhất. Kế nữa, nếu như mà nó có thoái hóa hyaline, thì nó cũng đồng tín hiệu trên T1, tín hiệu thấp trên T2. Và nếu đúng là thoái hóa hyaline thì cái vùng thoái hóa hyaline nó sẽ bắt kém hơn cái vùng u nằm kế bên. Rồi, nếu là nhân sơ mà giàu tế bào thì tín hiệu của nó cao trên T2, nhưng mà nó bắt thuốc mạnh và đồng nhất. Còn nếu mà nó là thoái hóa nhầy thì nó cũng tín hiệu cao trên T2 nhưng mà nó bắt thuốc hỗn hợp, tức là không đồng nhất. Đóng vôi thì dễ rồi ha. Xuất huyết cũng vậy. Xuất huyết là chúng ta dựa vào cái gì? Dựa vào tín hiệu cao trên T1 và T1 phát sắc ha. Thì nếu vùng nào xuất huyết thì vùng đó sẽ không bắt thuốc, còn vùng nào chưa xuất huyết thì vùng đó bắt thuốc. Nhưng mà chưa phải lưu ý về cái dạng mà xuất huyết này nó gặp ở cái đối tượng nào và cái bệnh nhân cụ thể của chúng ta có dùng mỗi một cái nhân sơ thoái hóa đỏ để giải thích cho lâm sàng của bệnh nhân hay không, hay là chúng ta cần phải tìm hiểu thêm là có thông tin gì bất thường, có xoắn hay không, có gợi ý ác tính hay không. Còn adenomyoma tức là u cơ tuyến là một cái chẩn đoán phân biệt đặc biệt của nhân sơ tử cung, thì cái đặc biệt của nó là chúng ta sẽ thấy nó là không có vỏ bao ha, không có vỏ bao, và leiomyoma thì là có vỏ bao. Còn tín hiệu của nó thì đôi khi nó sẽ có những cái biểu hiện, ví dụ như nó có những cái nang nhỏ lắm tấm bên trong một cái vùng mà tín hiệu thấp, hoặc là nó có những cái ổ nhỏ tín hiệu cao trên T1, cao trên T1 khách sát. Thì từ từ các bạn nhìn hình thì mình sẽ dễ hình dung hơn. Còn này là người ta chỉ mình cái cách tiếp cận một cái nhân sơ tử cung mà nó không phải là tín hiệu thấp. Tín hiệu thấp là nó điển hình rồi. Còn bây giờ nếu mà chúng ta gặp một cái cục nhân sơ mà có tín hiệu cao thì chúng ta cần làm gì? Cái này tôi không nói sâu là bởi vì qua cái bài sạc cơm thì chúng ta còn phải coi lại những cái chỉ số ADC này nữa. Nhưng mà hễ mà mình thấy là cái T2 á, mà nó không phải là tín hiệu thấp, tức là nó có tín hiệu trung gian, lập tức chúng ta phải nhìn T1 nó có cao hay không. Nếu nó là cao á, thì nó là xuất huyết ha, nó là xuất huyết. Còn nếu mà T1 không cao, chúng ta sẽ phải coi diffusion và ADC và đo đạt cái hệ số khuếch tán, coi cái cách bắt thuốc ha, coi cái cách bắt thuốc của nó như thế nào để chúng ta xếp nó vào những cái dạng như là giàu tế bào ha, thoái hóa nhầy hay là sạc cơm. Cái chuyện mà những cái thể mà trung gian á thì các bạn quên đi, các bạn đừng nhớ làm gì ha. Khi mà nó không điển hình là nhân sơ lành tính thì mình sẽ suy xét nó là có phải có gợi ý tới sạc cơm hay không, có đặc điểm nào không lành tính để chúng ta nghi ngờ ha, chúng ta chưa có loại trừ sạc cơm.
Bởi vì ngay cả giải phẫu bệnh đôi khi còn đọc không ra được những cái tổn thương này. Nếu chúng ta cứ đưa ra những cái chẩn đoán này thì đôi khi làm cho cái chuyện của mình thực hành nó còn khó khăn hơn. Rồi, vậy thì chúng ta trả kết quả một cái nhân sơ tử cung như thế nào? Ha? Chúng ta sẽ, khi mà chúng ta đọc một cái nhân sơ tử cung trên cộng hưởng từ, chúng ta không thể nào đọc giống như siêu âm được. Mà chúng ta sẽ có những cái mục mà mình nhớ trong đầu theo cái trình tự thì để cho mình ít có bỏ sót hơn. Ví dụ mình sẽ đọc, thứ nhất là mình coi vị trí. Vị trí thì mình sẽ phân theo figo. Cái này thì đã nói rồi ha. Kế nữa là mình sẽ coi kích thước của cái tổn thương đó. Kích thước, lưu ý các bạn nên đo 3 chiều ha. Nên đo 3 chiều. Cái nữa là chúng ta coi cái cục, những cái nhân sơ đó, nó có dấu hiệu thoái hóa hay không? Nó có dấu hiệu thoái hóa hay không? Và nó hướng tới thoái hóa gì? Những cái thể ít gặp, ở đây là nói tới nhân sơ vào tế bào hay là những cái nhân sơ có chứa mỡ đó. Ha? Chẩn đoán phân biệt có cái đặc điểm gì để gợi ý tới adenomyoma không? Hay thật ra đây là không phải adenomyoma, không phải leiomyoma mà nó chỉ là một cái co cơ của tử cung. Ha? Và nếu mà chúng ta đọc trước khi mà bệnh nhân cần điều trị, cần quyết định một cái phương thức điều trị thì chúng ta sẽ phải mô tả thêm những cái dấu hiệu cho cái kiểu điều trị đó. Ví dụ như là chúng ta đọc một cái trường hợp mà người ta đang có cái cân nhắc về thuyên tắc mạch, là tắc mạch, thì chúng ta phải cần phải đánh giá, chúng ta phải chụp mạch máu ha, chúng ta phải chụp mạch máu để chúng ta đánh giá coi nó có cấp máu từ những cái động mạch của buồng trứng hay không, hay là nó chỉ cấp máu từ cái động mạch tử cung thôi. Chúng ta đánh giá cái vị trí, ví dụ như khi tắc mạch á, thì đối với những cái trường hợp mà nhân sơ có cuốn á, người ta sẽ có sự cân nhắc ha, ta có sự cân nhắc, có thể là người ta sẽ không có tắc mạch cho những cái trường hợp mà nhân sơ có cuốn. Còn hoặc là nếu như mà cái người đó mà người ta định điều trị bằng hủy u bằng MRI sóng cao tần MRI, cái lúc trước hay nói là HIFU chẳng hạn, thì khi mà chúng ta nói là cái tổn thương này nó có thoái hóa, tức là nó không phải là tín hiệu thấp đồng nhất trên T2 nữa, thì cái chỉ định mà HIFU người ta có thể xem xét lại, ta coi cái hiệu quả của cái HIFU này nó có tốt hay không đối với những cái cục u mà nó đã có biểu hiện thoái hóa như vậy. Hoặc là chúng ta đánh giá tổn thương đi kèm một cái nhân sơ mà nó có adenomyosis đi kèm thì cái hiệu quả tắc mạch nó cũng giảm đi. Ví dụ như bình thường tắc mạch cái ca chỉ là nhân sơ không, cái hiệu quả nó sẽ lên tới 90%, nhưng mà nếu như có adenomyosis đi kèm thì cái hiệu quả nó sẽ giảm xuống tầm khoảng 70% chẳng hạn. Thì đó là những cái dấu hiệu mà chúng ta cần phải ghi nhận thêm để cho bệnh nhân lựa chọn để cái nhà điều trị người ta lựa chọn cái phương pháp để mà điều trị. Còn nếu mà cái nào thì cũng mổ hết thì chỉ cần phân biệt lành tính hay ác tính là đủ ha. Còn nếu mà ở trường hợp mà có nhiều cục u, thì nhắc lại là mình nên tìm cái cục u nào mà nó có biểu hiện không có điển hình ha, nó không có biểu hiện không có điển hình là lành tính, tức là không có biểu hiện điển hình là leiomyoma để mà chúng ta mô tả kỹ những cái cục đó. Còn nếu mà cục nào cũng giống như cục nào, chả có cục nào nghi ngờ ác tính hết, thì chúng ta sẽ phải đề cập những cái cục lớn nhất, Ví dụ như là chúng ta đánh giá là có 4 cục dưới nêm đi, 4 cục dưới nêm figo mấy, thì cái cục lớn nhất nó nằm ở đâu? Ha? Bao nhiêu cục trong cơ thì cái cục trong cơ lớn nhất nó nằm ở đâu? Chẳng hạn, ở đây là cái phần này thì đã nói rồi ha. Còn đây chỉ là người ta lưu ý mình về cái mình phải lưu ý về cái nguồn gốc của tổn thương
khi mà cái tổn thương mà nó xuất phát dưới thanh mạc, có thể mình sẽ thấy nó là có cái dấu hiệu càng cua ha, hoặc là tìm cái hình ảnh cầu mạch máu. Ở đây tôi có một cái report, tức là một cái kết quả MRI. Các bạn thấy, các bạn nhận xét coi cái kết quả MRI này nó có gọi là, nãy giờ chúng ta học rồi á, thì chúng ta cảm thấy là cái kết quả MRI này có đạt được những cái yêu cầu từ nãy tới giờ mà chúng ta học hay không, sau này chúng ta sẽ trả kết quả như thế nào ha. Cái nhóm trình hôm nay đầu tình gì mắc công mở lại quá. Các bạn xung phong đi. Các bạn trả lời câu hỏi đi. Cái report này các bạn nhận xét nó như thế nào? Đinh Quang Đạt. Dạ em. Rồi. Em thấy là cái kết quả em ra này nó như thế nào? Kết quả này em là cái mà mô tả cái nhân sơ nó chưa có đầy đủ, là mình mô tả nhân sơ thì chỉ có ghi mỗi vị trí là dưới thanh mạc, và cái kích thước cũng chưa mô tả tín hiệu của nó như thế nào trên T1, T2 hoặc là các chữ xung khác. Nó cũng không có, nếu mà nó không có đầy đủ và cái mô tả các tín hiệu của cái nhân sơ trên các chuỗi xung. Đúng rồi ha, thì chúng ta nhìn thấy là cái kết quả này nó đơn giản tới mức mà không đơn giản hơn được nữa. Giống như là chúng ta đọc một cái siêu âm vậy, chúng ta xác định là có cái nhân sơ ha, và cái vị trí của nhân sơ theo chúng ta đánh giá là dưới thanh mạc với cái kích thước như thế này, không quan tâm tới chuyện là tín hiệu của nó như thế nào, nó có điển hình là một cái nhân sơ hay không, hay là nó có cái gì gợi ý tới ác tính hay không, hoặc là nó có thoái hóa gì hay không khi mà cái cục u nó lớn như thế này. Và đó là chúng ta không có nhìn cái hình, không có nhìn cái hình của bệnh nhân, thì cái cảm giác của mình khi mà nhìn cái kết quả là mình thấy là cái kết quả này là không có đáng để mà bỏ ra tới 3,1 triệu để nhận một cái kết quả giống như thế này. Này đi làm siêu âm thôi cho nó khỏe ha, mấy chục ngàn thôi, trăm tám chục ngàn, chứ mà trả 3,1 triệu làm cái gì mà nhận cái kết quả hai đứa xem xem với nhau. Thì cái kết quả đó cuối cùng là gì? Thì các bạn thấy đây là cái hình sau mổ của người ta ha, sau mổ của người ta. Người ta vô mổ để cắt một cục nhân sơ thôi. Nhưng mà khi đi vô thì thấy như thế nào? Không phải là một cục nhân sơ ha, mà chúng ta trên cái mẫu đại thể mà người ta gửi mình thấy đây một cục nè, đây một cục nè, đây một cục nè, đây chắc cũng có một cục nữa. Tức là có nhiều cục. Ở đây là chúng ta đã thấy là cái tác giả đánh giá thiếu đi là cái số lượng của tổn thương, số lượng tổn thương không đánh giá đầy đủ. Rồi kế nữa là vị trí, đương nhiên đâu có phải cục nào cũng nằm dưới thanh mạc đâu, mà dưới thanh mạc nó tới là nó có figo 5, có figo 6, thậm chí là nếu mà nó nằm rời luôn là nó là figo 8, là không có đánh giá đúng mức cái vị trí của các tổn thương nè. Cái nữa là vậy thì không đánh giá được tổn thương bởi vì mình không có nghĩ tới chuyện phải mô tả tín hiệu của những cái cục này đi.
thì mình sẽ không biết là trong mấy cái cục lẳng quẳng này cục nào để mà người ta nghi là ác tính ha, người ta nghi là ác tính. Đó là một cái kết quả nhìn vô là mình thấy có quá nhiều cái thiếu sót ha, không có đầy đủ thông tin cho một cái nhân sơ tử cung. Vậy thì các bạn phải nhớ lại là cái mẫu kết quả theo người ta đề nghị thì bởi vì cho tới hiện nay cái chuyện chuẩn hóa để đọc cái nhân sơ tử cung thật ra nó cũng chưa có thống nhất, nhưng mà người ta cũng đã đưa ra cái ý nghĩa như vậy, là cái đây là một cái vấn đề mà trong tương lai sẽ có đồng thuận, nó sẽ có đồng thuận. Thì chuyện người ta có đồng thuận hay không mình không biết, nhưng mà mình thấy ở phương diện thực hành khi mà chúng ta đọc những cái kết quả như thế này, thì khi chúng ta đọc theo một cái mẫu hay một cái form có sẵn để cho cái gì, để cho chúng ta đỡ thiếu sót. Là mình có nghĩ tới là mình cần phải tìm cái gì, ví dụ vị trí và số lượng kích thước chẳng hạn, mình nhớ tới những cái chuyện mà mình cần phải đánh giá thì mình mới đánh giá, rồi mình coi nó có dấu hiệu thoái hóa hay không. Là khi mình coi dấu hiệu thoái hóa đó là mình đi tìm những cái triệu chứng có thể gợi ý tới ác tính ha, gợi ý ác tính. Còn không nói tới là những cái thông tin cần thiết nếu mà mình biết bệnh nhân này sắp tới là có cái nhu cầu điều trị như thế nào. Ví dụ giống như cái ca đầu tiên mà cái hình mà tuốt ở phía đầu tôi cho các bạn xem đó, là một cái tử cung mà có rất nhiều cục nhân sơ, thì cái đó là người ta định thuyên tắc mạch ha, người ta định thuyên tắc mạch, mà sau khi chụp cộng hưởng từ lên thì người ta khỏi thuyên tắc luôn, tại vì là quá nhiều cục và những cái cục đó nó phân bố chủ yếu trong cơ và dưới thanh mạc. Và nhiều cục như vậy thì muốn tắc mạch chắc là tắc luôn nguyên cái tử cung, thì nguyên cái tử cung nó nhồi máu xong nhiễm trùng này nọ vân vân chắc cũng tắc bỏ luôn. Cho nên lúc đó cái chuyện là tắc mạch không có đưa ra cho cái bệnh nhân này nữa. Nếu mà bệnh nhân muốn điều trị triệt để thì chỉ có nước là phẫu thuật cắt tử cung thôi. Rồi, đó là xong cái phần nhân sơ tử cung. Còn cái phần adenomyosis thì tôi sẽ nói chung trong cái bài hình ảnh học lạc nội mạc. Thì các bạn có câu hỏi nào trong cái phần này hay không? Là không có ai có câu hỏi, tức là mình hiểu bài hết, đúng không? Em hỏi em thấy cái phần thoái hóa hyaline với lại thoái hóa nhầy vậy á, là nó cũng đều bắt thuốc hết, như vậy em sao phân biệt được hai cái thằng đó? Cái là thoái hóa hyaline á, điển hình thoái hóa hyaline điển hình nó là tín hiệu thấp trên T2. Thoái hóa nhầy điển hình nó là tín hiệu cao trên T2. Rồi tới đây anh Tài nhớ chưa? Còn nếu mà thoái hóa hyaline không điển hình á, thì nó sẽ có tín hiệu cao trên T2. Thì cái vùng tín hiệu cao trên T2 trong thoái hóa hyaline á, nó sẽ bắt thuốc, nhưng mà nó là bắt thuốc kém tăng dần. Bắt thuốc kém tăng dần. Còn mà thoái hóa nhầy á, là nó sẽ bắt thuốc mạnh. Nó bắt thuốc mạnh. Rồi biết cách phân biệt chưa? Dạ, cảm ơn. Mà thật ra cái việc mà chúng ta, cái câu trong cái bài trình á, tôi không có đồng ý lắm, nhưng mà ở cái thực trạng hiện nay cũng khó mà nói. Tại vì các dạng thoái hóa các bạn nói là nó không có ý nghĩa lâm sàng, nó không có ý nghĩa gì cả, ngoại trừ là để nhận diện ra là nó có dấu hiệu nào gợi ý ác tính hay không, thì cái câu đó nó cũng không hẳn là đúng. Tại vì nó sẽ phải đứng ở cái cương vị của cái người nào nói cái câu đó. Ví dụ như là bây giờ cái anh mà phẫu thuật viên á, bây giờ thoái hóa gì á, ảnh cũng mổ ha, thoái hóa gì ảnh cũng mổ thì đúng là nó không có ý nghĩa lâm sàng gì cả, ảnh chỉ quan tâm đó là lành tính hay ác tính thôi ha. Còn đối với những cái người mà người ta điều trị không phải là phẫu thuật, ví dụ như tắc mạch hay là hủy u vân vân,
thì những cái loại thoái hóa nó vẫn có ý nghĩa nhất định, chứ không phải là hoàn toàn không có ý nghĩa. Mà mình phát biểu cái câu hoàn toàn không có ý nghĩa thì mình sẽ phải coi là đứng ở cương diện, ở cương vị nào mà mình phát biểu ha. Và rõ ràng là ở nước mình hiện nay thì cái chuyện mà điều trị nhân sơ tử cung, cái chuyện mà phẫu thuật và bóc u nó vẫn là đang chiếm đa số, vẫn là đang chiếm đa số. Cho nên là người ta, như tôi đã nói là đã thoái hóa gì người ta không cần biết, người ta chỉ mổ bóc thôi, mổ bóc và mổ cắt tử cung thôi. Cho nên người ta không có quan tâm nó thoái hóa gì, và chuyện đó là dẫn tới một cái hệ lụy, đó là bên lâm sàng người ta không có đề nghị giải phẫu bệnh, chúng ta đọc ra được cái dạng thoái hóa. Tại vì người ta cũng không quan tâm nó là thoái hóa gì, ta chỉ quan tâm là sau khi mà người ta cắt ra thì giải phẫu bệnh sẽ trả lời cho người ta là bú cơ trơn lành tính hay là sạc cơm hay là cái gì thôi. Chứ người ta cũng không có đòi hỏi giải phẫu bệnh là đọc ra được cái thoái hóa nào. Cho nên bây giờ chúng ta đọc cộng hưởng từ, chúng ta nói thoái hóa này, thoái hóa kia, ngoại trừ những cái đặc hiệu mà chúng ta có thể nhìn thấy được mắt thường, ví dụ như là nang nè, mổ ra xẻ ra thấy dịch nó chảy ra biết nang đó. Máu nè, thoái hóa đỏ nè, mổ ra mình thấy cái mặt đó, đưa cho mình thấy có máu mình biết. Chứ còn những cái như hyaline và nhầy á, rất là khó, tại vì giải phẫu bệnh không đọc ra. Giải phẫu bệnh không đọc, không đề cập, tôi không biết có đọc ra hay không, tôi không biết, nhưng mà không hề đề cập tới những cái chuyện đó. Và bởi vì là bác sĩ lâm sàng không yêu cầu, cho nên người ta cũng không cần thiết phải đọc. Ta không cần thiết phải đọc cho mình được tới đó. Cho nên mình nhìn trên hình ảnh, mình nói thoái hóa này, thoái hóa kia, đại khái vậy, chỉ có mình nói thôi. Còn xác minh lại á, xác minh lại thì hầu như là không có được. Có sau này á, hồi lúc trước những cái nhân sơ mà giàu tế bào á, giải phẫu bệnh cũng chẳng thèm đọc cho mình là cái cellular leiomyoma luôn. Chỉ có sau này và có một vài người là đọc thôi. Còn hầu như á, là chỉ ra được cái là bú cơ trơn lành, chấm hết. Cho nên là bài báo cáo của nước ngoài chúng ta thấy là có rất là nhiều hình, có rất là nhiều ca, có bằng chứng để đọc ra là thoái hóa này, thoái hóa kia. Chứ ở mình mà một cái kết quả để đưa ra để chúng ta đọc thoái hóa này, thoái hóa kia không có. Cuối cùng chỉ là bú cơ trơn lành tính thôi. Rồi nếu không có câu hỏi gì thì các bạn tải ca số 3.1. 3.1 chắc tối nay chỉ đọc có một ca đó thôi. 3.1 trên cái phần file á, tôi có đẩy lên á. Nãy giờ có ai tải xuống chưa? Để coi viết mà. Bạn Đinh Quang Đạt có đây không? Dạ có cô. Rồi. Em có share màn hình được không? Em share màn hình, em đọc cái ca 3.1 đó đi. Dạ. Cô thấy chưa? Rồi, thấy rồi. Dạ, đầu tiên là em sẽ xem trên phim T2 Hết Giờ Trường Lớn. Thì đầu tiên là sẽ đánh giá bệnh nhân này thì có đầy đủ hai thận, gan, túi mật,
nhìn sơ xuống cái vùng chậu thì mình thấy một cái khối nó khá là lớn, tín hiệu nó từ thấp đến cao. Trên hình T2H trường lớn thì trước mắt mình thấy như vậy. Nhưng mà qua xem cái hình T2 sagittal đầu tiên thì em đánh giá là tử cung của bệnh nhân, bệnh nhân tử cung này ngày trước bộ mạc tử cung mà tín hiệu cao, lớp cơ trong vùng nối thì quan sát thì nó không có dày. Cũng quan sát đến cổ tử cung, cân cổ tử cung, âm đạo. Này bàng quang. Hiện tại thì trong cơ tử cung này, trong cơ tử cung thì em chưa thấy phát hiện bất thường. Sau đó em tìm tiếp đến cái buồng trứng. Đây buồng trứng, em mới đây buồng trứng trái. Buồng trứng trái tín hiệu nó rất là cao. Đồng nhất em nghĩ đây là có một cái ứ dịch ở tai vòi bên trái. Đây buồng trứng phải. Hình như đưa giọng ca rồi. Dạ. Hình như đưa giọng ca, ca này không nằm trong mục tiêu của ngày hôm nay. Thôi tải cái ca kia xuống ra đọc đi. Ca còn lại không? Ờ. Dạ, đợi em xem. Cô thấy màn hình chưa ạ? Rồi. Để em đọc cái ca còn lại. Ừ. Em đầu tiên em xem trên hình T2 trường lớn. Bệnh nhân này cũng đầy đủ hai thận. Xem khu trú trên này thì mình ở vùng chậu thì mình
em qua cái hình T2 sagittal. Thì đầu tiên em xem tử cung của bệnh nhân này. Tư thế tử cung là ngã sau. Hình trước tử cung, hình trước tử cung có những cái ổ tín hiệu cao trên T2. Đây. Đó, độ dày vùng nổi. Dày vùng nổi đằng sau đến 13. Và xung quanh cái ổ tín hiệu cao này nó có những đường bờ nó không rõ, và cái cơ tử cung nó cũng bị đẩy lồi, thành trước nó lớn hơn thành sau. Đây ở thành sau tử cung thì nó có một cái khối tín hiệu thấp. Đây còn một cái nữa, một ổ tín hiệu thấp, bờ đều, rõ. Nó có cái vỏ bao dạ tăng âm, tăng tín hiệu. Xem trên hình facet, cái hai facet. Xét động học của cái
Khảo sát động mạch thì mình thấy là cái hai cái khối này thì nó bắt thuốc, nó có bắt thuốc và nó bắt thuốc kém hơn so với cửa tử cung. Cắt coronal T2 thì phát xét chứng bên phải thì em thấy chưa thấy bất thường. Trái cũng chưa thấy bất thường. À, thì cái này là kết luận của em đầu tiên là bệnh nhân này có lạc tuyến trong cơ, có adenomyosis. Thứ nhất, thứ hai là bệnh nhân này có hai cái nhân sơ tử cung. Một cái ở vị trí này là vị trí Figo 6. Vị trí này là Figo 5. Được hai cái đó, bệnh nhân này có adenomyosis và hai nhân sơ tử cung, một cái Figo 5, một cái Figo 6 ạ. Có bạn nào thắc mắc gì trên ca này với bạn mình không? Hoàn toàn đồng ý hết không? Bạn Dương Thị Phương Thảo.
Dạ em đi ạ. Em có ý kiến gì với bạn Đạt không? Có hoàn toàn đồng ý với Đạt không? Nãy giờ dạ. em có xem bạn đọc hoặc là em tự đọc không? Dạ nãy giờ em có nghe con sơ về anh Đạt đọc ạ. Còn em có tự mở file nhưng mà em chỉ mở được tới hình thứ 23. Thì em có thấy được là cái tổn thương là tổn thương lạc tuyến trong cơ tử cung ạ. Và thấy có... Lúc hồi nãy anh Đạt có kéo sơ qua thì em thấy có một cái nốt nhân sơ tử cung nhỏ, kích thước nhỏ phi vô năm ạ. Còn cái file em mở, biết sao em chưa mở được hết cả cái file. Nếu mà em mở không hết thì có nghĩa là cái giải nén của em có vấn đề, thì em đừng có mở trên file zip mà em giải nén ra rồi em hãy mở. Dạ. Yeah. Nguyễn Ngọc Lâm Tuyền. À, dạ em nghe chị. Em có thắc mắc gì với Đạt không? Hay là em hoàn toàn đồng ý? À, dạ em đồng ý với anh này. Là cái chỗ là cái này là thứ nhất là có cái adenomyosin zip, thứ hai là có hai cái nhân sơ vivo 5, em nghĩ là vivo 5 nhỏ ở thành sau. Nhưng mà em thắc mắc là không biết tại sao trên da này lại chụp đồng học. Sao bệnh nhân chụp đồng học vậy Đạt? Dạ là đồng học là để loại trừ cái ác tính trên cái hai cái nhân sơ này thôi. Nếu mà nó bắt thuốc nhanh thì mình có thể có lại cái chẩn đoán là chưa chắc nó là cái nhân sơ tử, u sơ tử cung. Nãy là Cường nói là Cường có mặt rồi, vậy còn Hiển bữa nay có mặt không vậy? Dạ chị ơi, bạn Hiển nay trực ở bên dạ nay bạn đi trực nên là không có được. Thoại Thoại có học không? Dạ có chị ạ. Em có ý kiến gì với bạn Đạt không? Dạ em chưa có thắc mắc rồi chị. Chưa có thắc mắc, tức là hoàn toàn đồng ý hết. Giờ các bạn không thắc mắc là tôi không sửa, tại vì các bạn đồng ý hết thì bạn mình đọc hết rồi, bạn mình đọc đúng hết rồi tôi không sửa nữa ha. À, cho bỏ cái đó. Nếu mà ai không theo dõi thì thôi. Bây giờ chị hỏi Đạt cái chỗ mà em tần ngần ở ngay chỗ cái buồng trứng phải hồi nãy một thời gian đó. Rồi rút cuộc là em đọc cái gì? Rồi em đọc là buồng trứng bình thường vậy? Buồng trứng phải không? Đây là vì em nãy em dừng lại tại vì em kiếm cái không kiếm ra cái buồng trứng trái. Nhưng mà ở cái buồng trứng phải nó có một cái gì đó, nó không phải là năng noãn, vậy nó là cái gì? Em nghĩ nó là cái gì mà em đánh giá nó là bình thường? Không phải năng noãn. À đây. Ở đó. Chỗ mà phía dưới xuống chút nữa, buồng trứng ở dưới mà là chỗ hơi trắng nè, trắng hơi nhiều đó. Cái đường bờ cũng méo méo chứ nó không có tròn trịa như cái đó. Cái vị trí đó đó sao chích nó như thế nào?
mạng bắt thuốc viền. Bắt thuốc viền và bắt thuốc mạnh nữa. Mình nghĩ đó là gì? Nghĩ là nghĩ chắc có năng lượng một mạc. Cái một tín hiệu nó có cao không? Mà nó là năng lạc nội mạc. Em có định vị qua cái T1 phát sát trước chích không? T1 phát sát. Mình nên nhớ một cái năng lạc nội mạc điển hình đó, là nó phải có tín hiệu cao đồng nhất trên T1 và T1 phát sát. À, tín hiệu nó thay đổi trên T2. Đó là về tín hiệu. Okay. Nữa đó là nó phải có một cái vỏ bao sơ. Vỏ bao sơ là nó sẽ phải bắt kém. Còn đây mà tất cả những cái đặc tính vừa kể là điển hình của năng lạc nội mạc, vậy của mình có giống không? Không. 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 T1 nó không điển hình. T1 nó không cao, đúng không? Thành nó không mạnh. Dịch bên trong của nó không phải là một cái dịch đơn giản, tức là mình thấy trên T2 nó không phải là cái cao mạnh đồng nhất giống như là một cái dịch không biến chứng. Em hãy nhìn lại trên T2 đi. Nhưng mà nó cao không cao, không có đồng nhất lắm. Và nó có những cái giải giải sợi đen đen ở bên trong. Đúng không? Dạ đúng. Nó thì lại bắt thuốc mạnh. Đó là biểu hiện điển hình của một cái năng xuất huyết trên siêu âm ha. Một cái năng xuất huyết trên siêu ở trên năng cộng hướng từ nó rộng. Đó là biểu hiện điển hình của một năng xuất huyết. Thì chúng ta cứ nghĩ trong đầu là xuất huyết là T1 nó phải cao, tại vì máu là T1 nó phải cao ha. Nhưng mà đối với năng buồng trứng xuất huyết thì cái chuyện đó nó không có đúng hoàn toàn. Tại vì là cái nang buồng trứng là vốn dĩ nó đã có nang rồi. Nó có nang rồi, bây giờ em xuất huyết, tức là em chảy một lượng máu vô á, thì cái máu nó bị hòa lẫn bớt. Nó không đủ nhiều tín hiệu để mà mình thấy được toàn bộ cái nang nó đều cao trên T1 phát sát. Cái nữa là nó sẽ có biểu hiện là tăng sinh mạch máu quanh cái nang, cho nên là mình thấy là cái thành nang nó bắt thuốc mạnh. Thì ở đây với cái kích thước này á, với cái kích thước này thì đây là một cái hoàng thể của buồng trứng. Đó là một cái nang chức năng ha, cái nang chức năng rồi nó sẽ biến mất mà mình không được nhầm với một cái nang thực thể gì cả. Nhớ kỹ cái hình này ha. Còn hai cái nhân xơ nhỏ thì nó đều là figo 5 hết, không thể là figo 6 được ha. Mình tự ngồi mò mẫm coi trên máy của mình để mình nhận định lại. Cái nhô ra khỏi tử cung á, nó không có nhiều hơn 50% khối u. À, đó, cái cục này vẫn là figo 5, mình không đánh là figo 6 được. Và nếu mà để ý mà em đọc nhiều hơn nữa thì em sẽ thấy là có một cái ổ cũng trên mặt cắt này luôn, ở thành trước tử cung. Ở thành trước tử cung nó có vẻ giống như là nhân xơ trong cơ vậy đó, nhưng mà thật ra coi trên những cái hình khác có vẻ không thấy thì phải. Coi trên các mặt cắt khác thì lại không thấy nó. Đúng không? Em coi trên mặt axio và corono kìa. Không thấy rồi. Thì có hai trường hợp. Một là nó quá nhỏ thì trên những cái lát cắt của mình á, là do mình cắt qua cái rìa trên và rìa dưới của tổn thương á, cho nên là mình không thấy rõ. Cái thứ hai nữa
đó là nó là co cơ của tử cung, một chỉ là một cái vùng vị trí co cơ thôi, cho nên là chúng ta thấy ở trên mặt cắt này mà chúng ta lại không thấy trên mặt cắt khác. Cái chuyện đó là mình cần phải cân nhắc ha. Nhưng mà nhìn kỹ trên cái Sato T2 đâu đó thì vẫn thấy có vẻ là nó có một cái viền tín hiệu cao trên, bao quanh cái tổn thương đó, cho nên cái khả năng nó là nhân sơ phi cô 4 nhiều hơn là cái co cơ. Thì đó là cái tổn thương này cũng không quan trọng lắm, cho nên là tôi nêu ra hai cái ý đó để mà chúng ta ngồi mà coi lại hình á thì mình cân nhắc cho kỹ. Thì cái hướng axio và corono nó đi qua tổn thương đó có hai lát và nó nằm ở bờ trên và bờ dưới hết, thì chỉ sợ là nó bị ảnh giả bán phần, hiệu ứng bán phần làm cho chúng ta không có thấy rõ được tổn thương ở mặt cắt khác thôi. Rồi vậy thì đo ca này là các bạn không có ý kiến gì khác nữa đúng không? Vậy thì mình nghỉ ở đây ha. Dạ cảm ơn cô. Em cảm ơn cô ạ. Em cảm ơn cô. Chào cô ạ.